Xin chào quý thính giả đang nghe truyện Tiên Đạo 198. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Ta ở Nhân Gian Đạp Đất Thành Tiên, tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều truyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé. Nếu ai ủng hộ kênh để kênh phát triển tốt hơn thì có quy giờ, Momo, số tài khoản đó nhé. Xin cảm ơn. Chương 260, Hồng Tiên Nhi, Diệt Tuyệt Thần Lục. Vào ở Càn Dương cung sau, Phương Vọng chuyên tâm tu luyện, mà thế gian dồn dập hỗn loạn thì không ngừng. Đông Công Hoàng phái người tiếp đi Thiên Đạo Phương Vọng tin tức truyền ra, này lệnh những cái kia không vừa lòng bảy đại thánh, tộc thế lực khắp nơi càng thêm phấn chấn, bắt đầu trắng trợn đào móc bảy đại thánh tộc bê bối. Trong lúc nhất thời, bảy đại thánh tộc trở thành các biển các đại lục xú danh chiêu trương thế gia vọng tộc. Bọn hắn làm cũng lệnh chúng sinh bắt đầu nghi vấn mặt khác thánh tộc. Thiên hạ ý kiến và thái độ của công chúng như lửa, khiến cho các phương tu tiên giới dung chuyển bất ổn. Thế lực lớn đều đang đợi Đông Công Hoàng phán định, Đông Công Hoàng sẽ hay không xử trí bảy đại thánh tộc. Dạng này tiếng gió thổi cũng dần dần truyền vào đại tề bên trong, theo tiến vào đại tề tu sĩ cảnh giới càng ngày càng cao, đại tề tu tiên giới cũng bắt đầu tiếp xúc đến nhân gian chân chính chuyện thiên hạ. Đối với cái này, đại tề trên dưới không khỏi là oán giận không thôi, nhất là bảy tộc là tại Phương Vọng phụ mẫu đại nạn kỳ hạn lúc dùng đại tề chúng sinh làm bức hiếp, cái này khiến đại tề tất cả mọi người yêu quái đều đối bảy tộc hận thấu xương. Phương Vọng trong lòng bọn họ hình ảnh càng cao lớn hơn, nhất khả quan thể hiện tại đi tới Côn Luân cung cấp trợ giúp người càng ngày càng nhiều, cái này khiến Thiên Công giáo Kiều thị nhất tộc thấy cao hứng, dùng Phương Vọng uy vọng Côn Luân xây thành hy vọng đem lớn hơn. Một mực đến 2 năm sau, một tin tức truyền vào đại tề. Đông Công Hoàng chảm Hàn, Cơ, Thu, Lưu, Ngọc, Tung, Phong bảy đại thánh tộc khí vận, gọt sạch bọn hắn thánh tộc thân phận. Mới đầu, đại tề người không rõ này là ý gì, có thể theo càng ngày càng nhiều tin tức truyền vào đại tề người cũng biết đến thân phận của Đông Công Hoàng, cùng với chảm khí vận đại biểu cho cái gì. Đại tề vì đó phấn chấn. Không chỉ là đại tề, toàn bộ đại lục cùng với xung quanh vùng biển cũng giống như thế. Nhất là Nam Khung Chi Hải Trường Sinh Các, các chủ hạ lệnh bắt đầu tích cực cùng Phương gia giao hảo. Sự kiện nhân vật chính Phương Vọng thì tại Càn Dương Cung chuyên tâm tu luyện. Này vừa tu luyện chính là 3 năm khoảng chừng. Phương Vọng tu vi đã đi đến Niết Bàn cảnh 8 tầng, khoảng cách tầng thứ 9 cũng không coi là xa xôi. Tại vào ở Càn Dương Cung trước, hắn liền khoảng cách đột phá tầng thứ 8 rất gần. Một ngày này, Càn Dương Cung bên ngoài vang lên truy phong thanh âm. Phương Vọng, bệ hạ mời ngươi trước đi tham gia sát hạch. Truy phong thanh âm theo ngoài cửa lớn truyền đến. Phương Vọng mở mắt, đứng dậy theo. Hắn đi ra ao nước, trên người nước động bốc hơi, hắn đi theo thay đổi áo trắng, hướng đi cửa lớn, tiểu tử lập tức bay tới, rơi trên vai của hắn. Mở cửa lớn ra, Phương Vọng nhìn thấy Truy Phong đứng bên cạnh một nữ tử, ăn mặc tú mỹ váy xanh, dáng người thướt tha, tóc dài bàn lên đỉnh đầu, 10 điểm đoan trang, một tấm đẹp đẽ mà dung nhan xinh đẹp để cho nàng giống như, theo trong bức họa đi ra, đẹp đến mức không chân thực. Giờ phút này, nàng đang mở to mắt to dò xét Phương Vọng. Truy Phong hướng Phương Vọng giới thiệu nói, vị này là Thất Công Chúa, Anh Tuyết Công Chúa. Phương Vọng nhìn về phía Anh Tuyết Công Chúa, đang muốn tự giới thiệu, Anh Tuyết Công Chúa trước tiên mở miệng nói, Phương Vọng, nghe nói ngươi trù sát Thu Thần Cơ, đánh bại Trấn Ác Kim Phật, có thể là thật. Nàng tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Phương Vọng, dung mạo của nàng, lại dùng như thế xúc động lòng người ánh mắt nhìn chằm chằm một cái nam nhân, đổi người nào đều khó mà bảo trì lòng yên tĩnh. Phương Vọng khẽ gật đầu, tận lực giấu giếm cũng không có ý nghĩa. Anh Tuyết Công Chúa lúc này đi vào Phương Vọng trước người, tốc độ nhanh chóng, dọa đến tiểu tử khẽ run rẩy. Ngươi thật như thế lợi hại. Nghe nói ngươi còn không có đầy 300 tuổi, thật chứ? Phương Vọng, ngươi đừng lo lắng, Phụ Hoàng ta đã thay ngươi chặt đứt 7 tộc khí vận, bọn hắn những ngày tiếp theo sẽ không dễ chịu, vận rủi quấn thân, đột phá gặp tâm ma, không ra 100 năm, liền sẽ diệt tộc. Anh Tuyết Công Chúa hưng phấn cười nói, hai tay còn bóp thành quả đấm. Đối không khí cô quơ, Phương Vọng bị động tác của nàng chọc cười, cười nói, vậy thì chờ lát nữa ta có thể phải cảm tạ bệ hạ. Hắc hắc, ta bản danh gọi Hồng Tiên Nhi, sau này ngươi gọi ta Tiên Chi đi, chúng ta người tu tiên không nói vận chiều quy củ. Hồng Tiên Nhi, cũng chính là Anh Tuyết Công Chúa, một bộ giang hồ hào khách thoải mái tư thái cười nói. Tiểu tử cảnh giác nhìn xem Hồng Tiên Nhi, trực giác nói cho nó biết, cô gái này tâm tư không tinh khiết. Truy Phong nhắc nhở, Thất Công Chúa, cần phải đi, bệ hạ chờ lấy đây. Ngươi dẫn đường đi, ta cùng Phương Vọng tâm sự. Hồng Tiên Nhi khoát tay nói, Truy Phong lúc này bắt đầu dẫn đường. Phương Vọng cùng Hồng Tiên Nhi sóng vai tiến lên, Hồng Tiên Nhi bắt đầu hỏi thăm Phương Vọng bị 7 tộc cầm tù trải qua, hắn cũng không có cự tuyệt, nói đơn giản nói. Hàn Hồi Thiên cũng là chết trong tay ngươi a, lão già kia phải chết,
Trước đó hắn còn muốn đưa hắn đồ bỏ đi nhi tử giới thiệu cho phụ hoàng ta, coi ta phò mã, thật là một cái không biết tự lượng sức mình, hắn đưa con kia ức hiếp phàm nữ, cướp đoạt tiểu giáo phái nữ đệ tử, liền là cái súc sinh, có thể sinh ra súc sinh đến, hắn tự nhiên cũng là súc sinh, bị chết tốt. Hồng Tiên Nhi hùng hùng hổ hổ nói, rõ ràng dáng vẻ dung mạo giống nhau một vị dịu dàng tiên tử, có thể nói ra lại là như vậy thô tục. Không chỉ là mắng Hàn Hồi Thiên, nàng còn mắng Thu Thần Cơ, Trấn Ác Kim Phật, mắng càng thêm khó nghe, nhất là mắng Trấn Ác Kim Phật, cũng bắt đầu mang mẹ. Phương Vọng có chút im lặng, Đông Công Hoàng là thế nào dạy dỗ dạng này nữ nhi? Mặc dù hết sức thô tục, bất quá nghe nàng mắng những người này, Phương Vọng vẫn rất thoải mái. Phật Tông đều là một đám đạo mạo trang nghiêm dối trá cẩu vật, không đúng, không bằng heo chó, nếu không phải phụ hoàng ta tại thế, chỉ sợ thế đạo này liền muốn trở thành bọn hắn tùy ý làm bậy loạn thế. Theo ta được biết, bọn hắn có vài người vì không phá hư tông quy, cố ý đồ sát người khác cả nhà, lưu lại một vị tư chất chắc tuyệt cô nhi, lại thu làm đệ tử. Hồng Tiên Nhi nói đến cuối cùng nhất, quay hàm đều giận đến nâng lên đến, còn có chút hồng nhuận phơn phớt, thoạt nhìn cũng không dọa người, ngược lại hết sức đáng yêu. Tiểu tử cũng bị nàng thuyết phục, đi theo mắng Trấn Ác Kim Phật, lúc ấy Trấn Ác Kim Phật đối Phương Vọng, nó còn nhớ đến, khi nó đem Trấn Ác Kim Phật lời nói ra, Hồng Tiên Nhi càng tức, thậm chí bắt đầu nguyền rủa Trấn Ác Kim Phật. Đi ở phía trước Truy Phong phảng phất đã thành thói quen, chưa từng mở miệng, cũng chưa từng quay đầu. Một đường đi vào đế cung chính điện trước, Hồng Tiên Nhi Phương mới thỏa mãn im miệng, nàng ném cho tiểu tử một cái tán thưởng ánh mắt. Tiểu tử cũng giống như thế, cảm thấy cô gái này so Chu Tuyết, Cố Ly, Thái Hy càng thuận mắt, hết sức hợp khẩu vị. Vào điện sau, Phương Vọng nhìn thấy mấy chục đạo thân ảnh, có nam có nữ, bọn hắn cũng tất cả đều quay đầu nhìn về phía Phương Vọng. Đông Công Hoàng ngồi tại thủ tọa bên trên, nhìn thấy Hồng Tiên Nhi đi tại Phương Vọng bên cạnh, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Nha đầu này vậy mà có thể, tại nam tử bên cạnh lộ ra như thế e lệ biểu lộ, xem ra là động tâm. Đông Công Hoàng nhìn về phía Phương Vọng ánh mắt càng thêm hài lòng. Hoàng tử đám công chúa bọn họ nhường ra một con đường đến, bọn hắn nhìn về phía Phương Vọng ánh mắt không đồng đều. Phương Vọng đi theo Truy Phong đi đến hàng đầu, hướng Đông Công Hoàng hành lễ. Đông Công Hoàng cười ha hả nói, vị này chính là danh khắp thiên hạ thiên đạo Phương Vọng. Năm không kịp 300 tuổi, cũng đã có thể chu diệt đạp tiêu cảnh đại tu sĩ. Hoàng tử đám công chúa bọn họ sớm đã điều tra qua Phương Vọng tình báo, nhưng dù cho như thế, nghe được phụ hoàng chính miệng thừa nhận Phương Vọng tuổi tác, bọn hắn vẫn là không nhịn được chấn kinh. Tên này là thế nào tu luyện? Như thế xem ra, Phương Vọng đạo hữu có thành thánh chứng đế tư thái. Một tên hoàng tử cười ha hả nói. Đông Công Hoàng nói, không sai, trẫm cũng cho rằng như thế, cho nên muốn đem thất công chúa gả cho Phương Vọng, sau này đều là người một nhà. Lời vừa nói ra, Hồng Tiên Nhi trừng lớn đôi mắt đẹp, kinh ngạc nhìn về phía mình phụ hoàng. Phương Vọng rõ ràng chú ý tới trong mắt nàng có tức giận, nhưng rất nhanh liền tán đi. Hồng Tiên Nhi con ngươi đảo một vòng, ra vẻ nhăn nhó nói, phụ hoàng, như vậy không tốt đâu, người ta Phương Vọng có người trong lòng của mình. Nam tử Hán đại trượng phu, há có thể không tam thê tứ thiếp, tựa như ngươi phụ hoàng ta, còn có ngươi các ca ca đệ đệ, người nào chỉ có một danh nữ nhân. Chỉ cần ngươi dốc lòng tu luyện. Sau này chỉ có ngươi có thể một mực thường bạn Phương Vọng, những cái kia hồng phấn khô lâu đều sẽ bụi về với bụi, đất về với đất, trẫm đưa ngươi gả cho Phương Vọng, cũng là hy vọng Phương Vọng có thể mang ngươi đi vào cảnh giới càng cao hơn. Đông Công Hoàng hoàn toàn thất vọng, Phương Vọng vừa muốn mở miệng từ chối nhã nhặn, kết quả Đông Công Hoàng khoát tay nói, tốt, Phương Vọng, việc này sau này lại nói, ngươi cùng Tiên Nhi còn chưa chân chính chung đụng, không nên tùy tiện cự tuyệt, hôm nay liền đàm truyền thừa sự tình. Hoàng tử khác nhìn về phía Phương Vọng ánh mắt trở nên sốt ruột. Một khi Phương Vọng trở thành người trong nhà, vậy thì đối với bọn họ mà nói liền không đồng dạng. Một chút công chúa thì lộ ra vẻ hâm mộ, Phương Vọng thiên tư đã vô pháp nghi vấn, mặc dù xuất thân không tốt, ngày sau nhất định thành vì nhân gian đỉnh thiên lập địa cường giả, dạng này nam nhi đi nơi nào tìm. Phương Vọng, trẫm đã chặt đứt 7 tộc khí vận, mối thù của ngươi xem như báo, nhiều nhất 100 năm, nay 7 tộc đem hoàn toàn biến mất tại nhân gian, hoặc chết bởi độ kiếp, hoặc chết bởi bệnh tai, ngươi không cần lo lắng. Đông Công Hoàng vuốt râu cười nói, Phương Vọng phát hiện Đông Công Hoàng dương khí sung túc, tuổi thọ ít nhất còn có 4.000 năm, thi triển trảm khí vận thần thông, thoạt nhìn đối với hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Cái này khiến Phương Vọng càng thêm tò mò, Đông Công Hoàng mệnh số đến tột cùng như thế nào. Truyền thừa kết thúc sau, đến tìm hỏi một chút Chu Tuyết. Phương Vọng vừa nghĩ, một bên cảm tạ Đông Công Hoàng nhân nghĩa cử chỉ. Đông Công Hoàng nói theo, này thần thông nguồn gốc từ Diệt Tuyệt Thần Lục chính là tuyệt đế truyền thừa. Tuyệt đế là nhân gian cuối cùng nhất một vị đại đế, tại hơn 2 vạn năm trước liền mai danh ẩn tích, hắn chỉ xuất hiện qua 100 năm, cái này cũng dẫn đến người đời sau không tin hắn tồn tại, trẫm cũng thế, mãi đến trẫm đạt được truyền thừa của hắn.
diệt tuyệt thần lục, tuyệt đế. Trên điện tất cả mọi người vì đó động dung, bao quát Truy Phong ở bên trong. Phụ hoàng, ngài khi nào đến tuyệt đế truyền thừa? Truyền thuyết tuyệt đế là phi thăng thành tiên, có thể là thật. Ta nghe được truyền thuyết thế nào là tuyệt đế vào cửu U. Không nghĩ tới tuyệt đế thật tồn tại, luyện thành diệt tuyệt thần lục, chẳng phải là có thể trở thành vị thứ hai tuyệt đế. Phụ hoàng, ngài là muốn truyền cho chúng ta diệt tuyệt thần lục, vẫn là chỉ truyền trảm khí vận thần thông? Hoàng tử, đám công chúa bọn họ đều hết sức xúc động, ánh mắt 10 điểm sốt ruột. Phương Vọng cũng bắt đầu chờ mong, không nghĩ tới chính mình có cơ hội lấy được tuyệt đế thần thông. Hồng Huyền Đế không tin tuyệt đế chân thực tồn tại, đến lúc đó dùng diệt tuyệt thần lục cùng hắn Thông Thiên Đế dám đọ sức một phiên, xem hắn còn tin hay không. Đông Công Hoàng ánh mắt trở nên sắc bén, nói, trẫm tự nhiên là muốn truyền cho các ngươi diệt tuyệt thần lục, nhưng trong các ngươi chỉ có 3 người có thể được đến, trẫm dòng dõi xa không chỉ các ngươi, sở dĩ lựa chọn các ngươi, là bởi vì các ngươi phù hợp trẫm truyền thừa tiêu chuẩn. Tại trước khảo hạch, trẫm trước tiên cần phải nói với các ngươi tốt, trẫm đã phát giác được trẫm kiếp số sắp đến, khả năng mấy trăm năm bên trong, trẫm liền sẽ vẫn lạc, sau này mong muốn dừng chân, nhất định phải đoàn kết, các ngươi hẳn là rõ ràng trẫm những năm này đắc tội qua bao nhiêu thế lực. Chương 261, 13000 năm, diệt tuyệt thần lục đại viên mãn. Đông Công Hoàng tiếng nói vừa ra, trên điện lâm vào trong yên tĩnh, Phương Vọng theo ánh mắt của bọn hắn nhìn ra, tựa hồ bọn hắn đã sớm biết Đông Công Hoàng tương nghênh tới kiếp số. Sinh linh tuổi thọ đại biểu cho có thể sống bao lâu, có thể trên đời còn nhiều uổng mạng người, tuổi thọ chưa hết không nhất định sẽ chết, nhưng tuổi thọ sắp hết nhất định sẽ chết. Hồng Tiên Nhi mở miệng hỏi, Phụ Hoàng, muốn như thế nào sát hạch chúng ta? Nàng hỏi thăm đem tất cả mọi người thu suy nghĩ lại hiện thực. Đông Công Hoàng ánh mắt ngưng tụ, cung điện cửa lớn đột nhiên đóng cửa. Diệt tuyệt thần lục bên trong có nhất thần thông, tên là kiếp sổ ác cảnh, có thể để các ngươi tiến vào trong ảo cảnh, tiếp xuống chậm sẽ đem bọn ngươi kéo vào các ngươi sợ nhất trong tuyệt cảnh. Biểu hiện nổi trội nhất 3 người có thể đạt được trẫm truyền thừa. Đông Công Hoàng giới thiệu nói. Một tên hoàng tử nhíu mày hỏi, không nên là thông qua người, đều có thể đạt được truyền thừa sao? Phụ hoàng, kiếp số sắp đến, chúng ta càng mạnh, mới có thể tốt hơn giữ được ngài Giang Sơn. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới những người khác phụ họa. Đông Công Hoàng khẽ nói, trong các ngươi chưa hẳn có thể có 3 người phá vỡ kiếp số ác cảnh, mà lại ngông cuồng truyền tại các ngươi. Chỉ làm cho thực lực không đủ người rước lấy vận rủi, này phần truyền thừa, các ngươi có biết có bao nhiêu người nhớ thương lấy? Mặc dù các ngươi không nói, giữa thiên địa tự có đại năng thôi diễn đến đây nhân quả. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng không người còn dám nghi vấn. Đông Công Hoàng quét nhìn tất cả mọi người, nhìn xem chính mình thương yêu con cái nhóm, trong mắt tràn đầy quyến luyến chi sắc, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Phương Vọng trên thân, ánh mắt tràn ngập thâm ý. Vậy thì bắt đầu tiếp nhận sát hạch đi. Đông Công Hoàng thanh âm uy nghiêm vang lên. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ cung điện trong nháy mắt trở nên đen kịt, tất cả mọi người phảng phất lập tức đi vào trong bóng tối. Phương Vọng đi theo cảm nhận được một cỗ cường đại hồn niệm kéo tới, xuyên qua hắn thân thể, chung quanh tất cả mọi người đã định trụ, ánh mắt cũng ngưng kết. Chỉ còn lại Phương Vọng, Truy Phong, Đông Công Hoàng còn giữ lại ý thức. Đông Công Hoàng ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Vọng. Truy Phong thấy Phương Vọng hoàn toàn thanh tỉnh lấy, ánh mắt trở nên quỷ dị. Phương Vọng giả khục một tiếng, nói, thật có lỗi, ta tu luyện một loại kỳ công, khiến cho ta không nhận bất luận cái gì thần thức, hồn đọc quấy nhiễu. Vô tướng vô hình Chu Thiên Công đúng là mẹ nó ngư phê. Không hổ là thượng giới tuyệt học, tiên đế đến chết đều không có luyện thành kỳ công. Đông Công Hoàng hít sâu một hơi, nói, không nghĩ tới trên người ngươi, vậy mà ẩn chứa không kém cỏi tại diệt tuyệt thần lục tuyệt học, trách không được có thể giống như nay thành tựu. Phương Vọng hồi đáp, chẳng qua là một môn phụ trợ thần thông thôi. Không có bất kỳ lực sát thương nào. Đông Công Hoàng yên lặng. Truy Phong trong lòng cũng đang thán phục. Như vậy xem ra, mặc dù không có Đông Công Hoàng ra tay, Phương Vọng bản thân liền có được vượt qua Đông Công Hoàng khí vận. So thiên cương thánh thể càng cường đại hơn thể chất, tiên thiên thiên nguyên bảo linh, lại thêm cái kia thần bí phụ trợ thần thông. Truy Phong đột nhiên phát hiện Phương Vọng tựa hồ không có nhược điểm. Cứng rắn muốn chọn ma bệnh, chỉ có thể nói hắn tuổi còn rất trẻ, cần tuế nguyệt đuổi theo tu vi. Tiểu tử này dùng niết bàn cảnh tu vi liền có thể giết đạp tiêu cảnh đại tu sĩ, đơn giản tuyên cổ không nghe thấy. Phương Vọng cũng có chút xấu hổ, không cẩn thận bại lộ vô tướng vô hình Chu Thiên Công, cái này nên làm sao đây? Cũng may hắn nhìn như không đến 200 tuổi, trên thực tế đã sắp 35000 tuổi, hắn có thể bảo trì bình thản. Đông Công Hoàng chậm rãi mở miệng nói, đã như vậy, vậy ngươi liền coi như là thông qua, có thể kế thừa trẫm truyền thừa. Ta, không cần nhiều lời, trẫm vốn là muốn truyền ngươi. Chẳng qua là đi cái quá trình thôi, thiên hạ này sự tình đều là như thế, ngươi tới ta đi, mới có giao tình, Phương Vọng, trẫm biết ngươi sợ phiền toái, có thể trẫm thay ngươi miễn đi 7 tộc chi họa en,
ngươi thật có thể dựa vào ngày sau một lần tương trợ liền có thể trả. Đông Công Hoàng nhìn chằm chằm Phương Vọng, hắn lệnh Phương Vọng yên lặng. Chấm nếu là bất diệt này bảy tộc, ngươi tin hay không, địch nhân của ngươi xa không chỉ này bảy tộc, chấm thay ngươi làm, cừu hận của bọn họ đều rơi vào chấm trên thân, sau này cũng sẽ rơi vào chấm người đời sau trên thân, phần nhân tình này, ngươi nghĩ giả vờ không biết sao. Đông Công Hoàng lời như là từng nhát nặng chuông đánh tại Phương Vọng trong lòng. Phương Vọng không thể không thừa nhận, Đông Công Hoàng nói đến có lý, nếu như hắn bỏ qua phần nhân tình này, hắn cũng không phải là Phương Vọng. Có thù tất báo, có ân tất báo, mới là hắn thân làm người nguyên tắc. Phương Vọng hít sâu một hơi, nói, bệ hạ, ngoại trừ để cho ta kế thừa đại dụ thần triều, ta đều có thể đáp ứng ngài, cùng ngài thấu cái đáy, ta sau này không có ý định phi thăng, chỉ cần ta còn sống, liền có thể bảo đảm đại dụ thần triều một ngày. Mặt khác, còn có cùng thất công chúa hôn sự, thực không dám giấu giếm, ta đã có đính hôn, chỉ sợ muốn cô phụ ngài ý tốt. Đông Công Hoàng khiêu mi nói, lưu ở nhân gian. Chẫm xem ngươi làm việc, không giống như là tham sống sợ chết chi đồ, chẳng lẽ ngươi đã có mục tiêu của mình? Phương Vọng gật đầu, lại không cụ thể nói rõ. Đông Công Hoàng đi theo cười nói, đến nỗi ngươi cùng tiên nhi hôn sự, đây là chẫm danh giới cuối cùng, chẫm vị này nữ nhi cũng không chỉ là mỹ mạo, thiên tư của nàng cũng là mạnh nhất, nàng mệnh số liền chẫm đều tính không thấu, ngươi nhất định phải tiếp nhận, nàng tại chẫm trong lòng thậm chí so đại dụ thần triều quan trọng hơn, phóng nhãn thiên hạ, chỉ có giao phó cho ngươi, chẫm mới yên tâm. Chẫm không chỉ là coi trọng thiên tư của ngươi, càng quan trọng hơn là ngươi làm việc, ngươi đối gia tộc chiếu cố, ngươi đối truyền đạo thái độ, chờ một chút, những cái này mới là chẫm đem tiên nhi phó thác tại ngươi nguyên nhân, mà lại ngươi thế nào biết vị hôn thê của ngươi sẽ gạt bỏ ngươi cưới tiên nhi. Nói đến cuối cùng nhất, thần sắc của hắn biến đến mức dị thường nghiêm túc, cảm giác áp bách mười phần. Phương Vọng cảm nhận được áp lực, then chốt này phần áp lực còn không thể dùng nắm đấm đi giải quyết. Bắt đầu trước truyền thừa đi, bọn hắn đoán chừng còn có một quãng thời gian. Sớm nhờ ngươi cảm thụ diệt tuyệt thần lục thâm ảo. Đông Công Hoàng lộ ra nụ cười. Phương Vọng gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Đông Công Hoàng đưa tay, một vệt sáng dùng tốc độ cực nhanh chui vào Phương Vọng cái trán. Lần này, Phương Vọng không có miễn dịch, bởi vì này đạo trùng sáng là dùng linh lực làm môi giới đánh vào trong cơ thể hắn, cả người hắn hoảng hốt. Truy Phong thấy Đông Công Hoàng thu tay lại, không khỏi hỏi, bệ hạ, ngài cảm thấy hắn là đi thánh đạo, vẫn là đi đế đạo? Đông Công Hoàng ánh mắt thâm thúy, nói, chẫm nhìn không thấu, chẫm sống như thế nhiều năm, hắn là lệnh chẫm nhìn không thấu nhất tồn tại, nhưng có một chút có thể xác định, hắn nhất định siêu việt chẫm, chẫm có thể tại hắn con đường trưởng thành bên trên trợ hắn, cũng tính chẫm đại cơ duyên. Truy Phong yên lặng, hắn một lần nữa nhìn về phía Phương Vọng, ánh mắt biến hóa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Rất lâu, Phương Vọng cuối cùng tiếp nhận xong diệt tuyệt thần lục truyền thừa, khi hắn mở mắt lúc, phát hiện mình tại trong thiên cung. Cái này khiến hắn đối Đông Công Hoàng đánh giá càng cao, vị này đế vương quả nhiên là cam lòng, một truyền chính là nguyên bộ diệt tuyệt thần lục mà lại không có nửa phần làm giả. Phương Vọng điều chỉnh tâm tính, bắt đầu tĩnh tọa nghiên cứu diệt tuyệt thần lục. Diệt tuyệt thần lục cùng thông thiên đế giám rất giống, là một bộ công pháp, có pháp thuật, có thần thông, thậm chí còn có một bộ nạp khí công pháp. Diệt tuyệt thần lục đại thành, có thể diệt tuyệt hết thảy. Người, ma, yêu, tiên, thần, cùng với thiên địa vạn vật. Chỉ là cảm ngộ này pháp, Phương Vọng liền có thể cảm nhận được sáng lập người vẻ quyết tâm. Vị này tuyệt đế không đơn giản. Phương Vọng trước mắt tiếp xúc đến thánh đế có Hàng Long Đại Thánh, Chu Tiên Đại Thánh, Thiên Mục Đại Thánh, Hồng Huyền Đế, Tuyệt Đế, có lẽ Âm Phủ Quỷ Đế cũng là Đại Đế. Không biết này chút đại năng tại đỉnh phong thời kỳ, ai mạnh hơn? Phương Vọng cảm thấy Thiên Mục Đại Thánh cùng Tuyệt Đế khả năng càng cao thêm một bậc. Thiên Mục Đại Thánh góp nhặt 1000 vị Đại Thánh, Đại Đế con mắt, hắn đạo hạnh cùng tính toán khó mà ước lượng. Tuyệt Đế mạnh mẽ, Phương Vọng thì là theo diệt tuyệt thần lục bên trong cảm thụ ra tới. Phương Vọng hoài nghi Hàng Long Đại Thánh khả năng cũng phải qua tuyệt đế truyền thừa, Sơn Hà Chấn Thiên Quyền, Cửu Long Thần Biến Quyết đều là phá, diệt cực hạn lực lượng, loại lực lượng này tại diệt tuyệt thần lục bên trong cũng có thể cảm nhận được. Diệt tuyệt thần lục có rất nhiều thần thông, không phân tầng thứ, diệt tuyệt thần thông chỉ là một cái trong số đó, thậm chí còn có ngược dòng tìm hiểu huyết mạch, diệt hán chủng tộc âm độc thần thông. Này chút đều xem như bảng môn chi pháp. Diệt tuyệt thần lục mạnh nhất thần thông liền gọi diệt tuyệt thần lục, một trưởng đánh ra thần lục, có thể diệt tuyệt hết thảy, phàm đụng vào thần lục người, trực tiếp biến thành tro bụi, trừ phi tu vi chênh lệch cách xa. Theo thời gian trôi qua, Phương Vọng đối diệt tuyệt thần lục càng ngày càng chờ mong. Nhưng mà, càng là mạnh mẽ, tuyệt học, hao tổn lúc càng dài. Làm Phương Vọng đem diệt tuyệt thần lục hết thảy pháp môn luyện tới tiểu thành, bỗng nhiên quay đầu, đã qua 4000 năm. Lần này, hắn cũng là không có thấy buồn tẻ cùng chết lặng. Ngược lại tràn ngập động lực. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác mình hết sức phù hợp diệt tuyệt thần lục. Hắn tiếp tục tu luyện.
diệt tuyệt thần lục theo tiểu thành đến đại thành, hắn lại tốn 3.000 năm quang cảnh. Dù là Phương Vọng Tâm sớm đã cứng như bàn thạch, cũng bắt đầu có chút không kềm được. Hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục tu luyện. Hắn đã học được diệt tuyệt thần lục, còn lại chính là ôn cố mà chi tân, không ngừng tinh tiến, quá trình này là khô khan. Không biết đi qua bao lâu, Phương Vọng cuối cùng đem diệt tuyệt thần lục tu luyện đến đại viên mãn. Khi hắn đem diệt tuyệt thần lục tu luyện đến đại viên mãn sau, giữa mi tâm hiện ra thiên cương chí dương bá thể kim diễm tế văn, ngay sau đó, kim diễm tế văn bên cạnh lại xuất hiện một đầu hắc văn, cả hai đối xứng, như hai đạo loan đao nghiêng hướng lên trên, khiến cho hắn thoạt nhìn càng thêm uy nghiêm. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện tu luyện diệt tuyệt thần lục dòng dã bỏ ra 13.000 năm. Số lẻ, hắn đã lười đi tính. Lần nữa quét mới Phương Vọng đơn lần bế quan thời gian, mấu chốt nhất là Phương Vọng đã đầy đủ mạnh mẽ, đối các loại đạo pháp đã có không cạn tạo nghệ, nếu như hắn tại thấp cảnh giới lúc tu luyện này thần lục, thời gian sử dụng khó có thể tưởng tượng. Thiên cung phá toái, Phương Vọng ý thức trở về hiện thực, hắn mở mắt nhìn lại, phát hiện mình vẫn như cũ chỗ trong bóng đêm, những hoàng tử kia, công chúa vẫn tại tiếp thu truyền thừa. Bọn hắn đều mặt lộ vẻ thống khổ, bao quát Hồng Tiên Nhi. Ngươi xảy ra chuyện gì? Đông Công Hoàng thanh âm truyền đến, dẫn tới Phương Vọng quay đầu nhìn lại. Giờ phút này, Đông Công Hoàng đang kinh ngạc nhìn xem Phương Vọng. Không chỉ là hắn, Truy Phong ánh mắt cũng có chút cổ quái. Hai người một mực chú ý Phương Vọng, trao đổi đối Phương Vọng hiểu rõ, cho nên Phương Vọng khi tỉnh lại, bọn hắn trước tiên phát giác được, Phương Vọng, tại mở mắt trong nháy mắt tản mắt ra một cỗ làm bọn hắn tim đập nhanh sát khí. Truy Phong chẳng qua là nghi hoặc, hoài nghi Phương Vọng khả năng tẩu hỏa nhập ma. Đông Công Hoàng nội tâm xa so với nhìn bề ngoài càng thêm không bình tĩnh. Diệt tuyệt thần lục khí tức. Chẳng lẽ, Đông Công Hoàng trong lòng sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ, khiến cho hắn đối Phương Vọng sinh ra kiêng kỵ, thậm chí có trong nháy mắt hắn mong muốn tru diệt Phương Vọng, chẳng qua là ý nghĩ này bị hắn cấp tốc bóp tắt. Tỉnh táo lại sau, cỗ này hoảng hốt dần dần chuyển biến làm kinh hỉ. Chương 262, thần lục đối thần lục. Phương Vọng lấy lại tinh thần mà đến. Mở miệng nói, ta không sao, chẳng qua là diệt tuyệt thần lục quá mức huyền ảo, khiến cho ta có chút mê thất. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, ngữ khí lộ ra một cỗ khó mà diễn tả bằng lời dáng vẻ già nua, mà cỗ này dáng vẻ già nua lại lộ ra vẻ quyết tâm. Này vẻ quyết tâm chính là nghiên cứu diệt tuyệt thần lục nuôi, trong thời gian ngắn khó khôi phục bản tính. Truy Phong thở dài một hơi, theo Phương Vọng trả lời đến xem, hắn không có tẩu hỏa nhập ma. Đông Công Hoàng ánh mắt thì rất vi diệu, nhìn chằm chằm vào Phương Vọng. Phương Vọng nhìn thẳng hắn, có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn diệt tuyệt thần lục. Đông Công Hoàng đã luyện thành diệt tuyệt thần lục, cũng là không có kỳ quái chỗ, Phương Vọng cẩn thận cảm thụ một thoáng, Đông Công Hoàng diệt tuyệt thần lục chỉ có thể coi là tiểu thành. Hắn có thể cảm nhận được Đông Công Hoàng diệt tuyệt thần lục, Đông Công Hoàng tự nhiên cũng có thể. Cho nên hắn hết sức bằng phẳng cùng Đông Công Hoàng đối mặt, hắc ám bên trong ảo cảnh lâm vào trong yên tĩnh, Truy Phong rõ ràng phát giác được bầu không khí không thích hợp, nhưng hắn nhìn không thấu. Rất lâu, Đông Công Hoàng bỗng nhiên cười. Phương Vọng cũng thu hồi tầm mắt, bắt đầu quan sát những người khác. Đã có hoàng tử, công chúa bắt đầu run rẩy, kinh khủng tràn đầy bên trên khuôn mặt của bọn hắn. Kiếp sổ ác cảnh, cũng không tệ, sau này ta Côn Luân cũng có thể bố trí này pháp, sát hạch cầu đạo giả. Phương Vọng yên lặng nghĩ đến, hắn cũng tại nỗ lực điều chỉnh tâm tình của mình. 13.000 năm buồn tẻ, chỉ có hắn hiểu. Có lẽ những đại thánh đó, cũng không có bao nhiêu người có thể một hơi bế quan 13.000 năm. Ít nhất Hàng Long Đại Thánh không có. Cũng có trước thiên cung trải qua tại, Phương Vọng cũng là không có dĩ vãng như vậy phát ra lệ khí, hoặc là cần phát tiết một phiên. Hắn chỉ cần an tĩnh một quãng thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên, Hồng Tiên Nhi mở mắt, há mồm thở dốc, trên mặt của nàng tràn đầy mồ hôi lạnh. Tiên Nhi, mong muốn tu luyện diệt tuyệt thần lục, ngươi vẫn phải càng kiên quyết. Đông Công Hoàng mở miệng nói. Hồng Tiên Nhi lấy lại tinh thần mà đến, vô ý thức mong muốn giải thích. Nàng đột nhiên liếc nhìn Phương Vọng, đôi mắt đẹp trừng lớn, kinh ngạc hỏi, ngươi nhanh hơn ta nhiều ít. Phương Vọng mặt không chút thay đổi nói, không có nhiều, ngay tại vừa rồi thôi. Truy Phong vẻ mặt cổ quái, không có vạch trần. Đông Công Hoàng cười không nói. Hồng Tiên Nhi đi vào Phương Vọng bên cạnh, một mặt ngạc nhiên đánh giá hắn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ngươi có thể thật là độc ác, như vậy nhiều người, nói giết liền giết. Phương Vọng hoang mang, không biết nàng đang nói cái gì. Mỗi người sợ hãi sự vật khác biệt, gặp được sát hạch khác biệt. Đông Công Hoàng thanh âm truyền đến, khiến cho Hồng Tiên Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Hồng Tiên Nhi quay người, nhìn về phía Đông Công Hoàng, nói, Phụ Hoàng, ngươi có thể thấy ta đã trải qua cái gì? Đông Công Hoàng gật đầu nói, không sai, ngươi sợ nhất gà nhà bôi mặt đá nhau, cho nên giết ngươi tất cả huynh đệ tỉ muội. Hồng Tiên Nhi trợn trắng mắt, tức giận nói, Phụ Hoàng,
ngươi nói cái gì đâu, rõ ràng là ngươi huyễn cảnh bức bách bọn hắn hại ta mới không thể không ra tay. Đông Công Hoàng nói, sát ý của bọn hắn đã đầy đủ rõ ràng, có thể ngươi vẫn là trốn tránh một quãng thời gian, tiên nhi, chờ phụ hoàng không tại nhân thế, ngươi có thể tin chỉ có chính mình. Lời nói này nói đến lời nói thấm thía, khiến cho Phương Vọng tò mò hắn kiếp số đến tột cùng là cái gì. Phương Vọng không có lỗ mãng đưa ra nghĩ muốn giúp đỡ, dù sao Đông Công Hoàng chính là nhân gian trí cường giả một trong, hắn gặp phải kiếp số há lại hắn có thể lẫn vào. Chỉ là giết Đạp Tiêu Cảnh thu thần cơ, liền đầy đủ hắn tốn sức. Ai nha, phụ hoàng, ngươi không phải thường nói, người đều có kiếp số, chỉ cần phá kiếp, liền có thể niết bàn trùng sinh, trở nên mạnh hơn, là kiếp cũng là duyên, không phải sao? Hồng Tiên Nhi tùy tiện nói ra, không có chút nào thay cha lo lắng cảm xúc. Đông Công Hoàng buồn cười, nhìn về phía Phương Vọng, nói, Phương Vọng, trẫm nha đầu này nhìn như đơn thuần, kỳ thực thông minh, sau này nàng nếu là ở trên thân thể ngươi đấu trí, ngươi có thể được nhiều đảm đương. Hồng Tiên Nhi nghe xong, ủy khuất trông mong nói, phụ hoàng, ngươi thật đúng là muốn đem ta gả cho hắn a. Hắn mặc dù hết sức xuất chúng, nhưng ta không muốn gả người a. Trong lòng ta cũng có giống như ngươi hùng tâm tráng trí, nhi nữ chi tình chỗ nào so đến được chứng đế. Như thế nhường Phương Vọng xem trọng Hồng Tiên Nhi liếc mắt. Phương Vọng liền ưa thích này loại mục tiêu rộng lớn người, vô luận nam nữ, liền không nên nắm nhi nữ chi tình đặt ở vị trí đầu não. Đông Công Hoàng cười ha hả nói, ngươi cho rằng gả cho Phương Vọng liền muốn giúp chồng dạy con, giống ngươi những cái kia tỉ tỉ một dạng, cả ngày sống an nhàn sung sướng. Vậy ngươi có thể sai, đi theo hắn, sau này còn nhiều gặp trắc trở, còn có thể đi theo hắn du lịch thiên hạ, lãm tận thiên hạ phong cảnh, đây không phải ngươi hướng tới sao? Hồng Tiên Nhi nghe xong, không khỏi trầm mặc xuống. Phương Vọng giả khục một tiếng, nói, việc này còn chờ thương thảo, không có vội hay không? 13,000 năm qua đi, hắn kém chút quên việc này. Quả thật, Hồng Tiên Nhi dung nhan cực kỳ mỹ mạo, tại hắn thấy qua nữ tử bên trong sắp xếp bên trên số 1 số 2, nhưng nếu là chỉ nhìn tướng mạo, hắn cũng không thiếu nữ nhân. Đông Công Hoàng cười cười, không nói thêm lời. Hồng Tiên Nhi thì trừng Phương Vọng liếc mắt. Phương Vọng giả vờ không nhìn thấy. Tại theo sau chờ đợi thời gian bên trong, Hồng Tiên Nhi cùng Đông Công Hoàng tùy ý trò chuyện, thỉnh thoảng đánh giá hoàng tử khác, công chúa. Trọn vẹn 5 canh giờ đi qua, Hồng Tiên Nhi đều nhanh không đợi được kiên nhẫn, Đông Công Hoàng mới vừa giải trừ huyễn cảnh. Phương Vọng cũng là còn tốt, dù sao vừa khô tọa 13,000 năm. Hắc ám rút đi, mọi người trở lại đại điện bên trong. Ghé vào Phương Vọng trên vai tiểu tử tỉnh táo lại, nó ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Phương Vọng, lập tức thở dài một hơi, nó nức nở nói. Công tử, vừa rồi ngươi vậy mà muốn giết ta, mặc dù đó là huyễn cảnh, nhưng vẫn là làm ta rất thương tâm. Phương Vọng lườm nó liếc mắt, hỏi ngược lại, ngươi đã biết là huyễn cảnh, vì sao không giết ta? Coi như là huyễn cảnh, ta cũng nguyện ý chết trong tay ngươi, mà không phải giết ngươi. Tiểu tử dùng một loại si tình ngữ khi nói ra. Cắt! Hồng Tiên Nhi hừ lạnh một tiếng. Những người khác lần lượt tỉnh lại, nhường đại điện lâm vào ồn ào bên trong. Truy Phong, mang Phương Vọng đi xuống đi. Đông Công Hoàng hạ lệnh. Truy Phong lập tức lĩnh mệnh, Phương Vọng quay người, vừa đi 2 bước, chợt nhớ tới cái gì, quay người hướng Đông Công Hoàng hành lễ. Hồng Tiên Nhi hồ nghi nhìn chằm chằm Phương Vọng, luôn cảm thấy Phương Vọng không thích hợp. Cứ như vậy, Phương Vọng đi theo tiểu tử rời đi, hoàng tử, đám công chúa bọn họ thì thấp thỏm bất an nhìn hướng Đông Công Hoàng. Hồng Tiên Nhi quay đầu lại hỏi nói, phụ hoàng, Phương Vọng không là thông qua khảo hạch sao? Liền 2 người chúng ta thông quan, hắn lẽ ra nên là biểu hiện tốt nhất 3 người một trong. Ngươi vì sao bất chuyển hắn, chẳng lẽ là bởi vì hắn không muốn cưới ta? Nghe vậy, hết thảy hoàng tử, công chúa đều nhìn về nàng. Bọn hắn cũng không có ngoài ý muốn, chỉ là có chút hâm mộ. Đông Công Hoàng hồi đáp, Phương Vọng không có tu luyện tộc ta tâm pháp, coi như muốn truyền cho hắn, cũng phải đơn độc truyền, hôm nay trước nói chuyện các ngươi. Cung điện cửa lớn đi theo đóng cửa. Một bên khác, Phương Vọng mang theo tiểu tử trở lại Càn Dương cung bên trong, hắn ngồi xếp bằng. Đem thần thức dò vào vòng ngọc bên trong, chờ đợi Chu Tuyết đáp lại. Một lát sau, Chu Tuyết thần thức gợn sóng theo vòng ngọc bên trong truyền ra. Phương Vọng lập tức đem thần thức dò vào trong đó, đi theo tiến vào trong ảo cảnh. Chu Tuyết xuất hiện tại Phương Vọng trước người, nàng nhìn thấy Phương Vọng lần đầu tiên, bỗng nhiên khiêu mi, mở miệng hỏi, chẳng lẽ ngươi liền diệt tuyệt thần lục cũng đã luyện thành? Chương 263, 10,000 năm qua thiên tư cao nhất. Đối mặt Chu Tuyết hỏi thăm, Phương Vọng gật đầu đáp lại. Chuyện này giấu không được. Liền Đông Công Hoàng đều phát giác được, hắn không cần thiết giấu giếm Chu Tuyết. Diệt tuyệt thần lục thật không đơn giản, đây là trọn vẹn tuyệt học, chỉ cần luyện thành, không cần lại tu mặt khác đạo pháp, cũng có thể chứng đế. Chu Tuyết tán thán nói. Phương Vọng không khỏi hỏi, lợi hại như thế, vậy ngươi muốn học không? Chu Tuyết khẽ lắc đầu,
không phải học được càng nhiều càng mạnh, có chút công pháp là tương xung, mà lại người đều có đạo, sở trường một đạo, thắng qua nhiều học. Phương Vọng tưởng tượng, cũng thế, không phải tất cả mọi người giống như hắn, có được thiên cung. Thời gian chi phí, tuổi thọ hạn chế, tinh lực cực hạn, này chút đều sẽ hạn chế người tu hành học tập càng nhiều công pháp, pháp thuật cùng với thần thông. Trước ngươi vì sao không có đề cập với ta Đông Công Hoàng, chẳng lẽ hắn sẽ chết? Phương Vọng hỏi. Chu Tuyết gật đầu nói, tính toán tháng ngày, đoán chừng còn có 3-40 năm, hắn liền phải bỏ mạng, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi không sẽ cùng hắn sinh ra gặp nhau, cho nên không cùng ngươi nhắc lên hắn, trên đời này đại năng sao mà nhiều, ta cũng không thể từng cái nói cho ngươi a. Đông Công Hoàng dù chết, nhưng xem như vì nhân gian mở lại đại đế chi lộ, tại ta phi thăng sau, liền nghe nói nhân gian sinh ra đại đế. Phương Vọng chần chờ một lát, đem mình cùng Đông Công Hoàng giao tế toàn bộ nôn lộ ra. Chu Tuyết nghe sau, trên mặt tươi cười, nói, hắn suy tính được không sai, nhưng ngươi cũng không cần có gánh vác, mặc dù không có ngươi, Đông Công Hoàng cũng sẽ vẫn lạc, mà hắn người đời sau cũng sẽ rơi vào thê thảm xuống tràng. Từ hắn ngã xuống sau không đến 50 năm, đại dụ thần triều liền bị phá triều, không đến 200 năm, toàn tộc bị giết hết, thành vì nhân gian lớn nhất thảm án một trong, vị kia Hồng Tiên Nhi ta cũng từng nghe nói, kinh tài tuyệt diễm, là Đông Công Hoàng người đời sau bên trong duy nhất có hy vọng chứng đế tồn tại. Chứng đế? Phương Vọng khiêu mi, không nghĩ tới vị kia tùy tiện, yêu chửi bậy Hồng Tiên Nhi lại có khả năng như thế. Chu Tuyết tiếp tục nói, hơn 100 năm sau, Đông Công Hoàng người đời sau nghênh đón diệt tộc chi kiếp, Hồng Tiên Nhi tại thánh tộc, đế tộc nhóm vây công dưới, nửa cái chân đạp vào đại đế, quét ngang hết thảy kẻ địch, đáng tiếc cũng bởi vậy hao hết thiên mệnh, sinh cơ sói mòn hầu như không còn, hồn phi phách tán, không chút nào khoa trương, nàng là nhân gian 10 vạn năm qua thiên tư cao nhất nữ tử. Nếu như ngươi có thể cưới nàng, sau này ngươi mong muốn lưu ở nhân gian, ngươi trợ lực đem lớn hơn. 10 vạn năm bên trong thiên tư cao nhất nữ tử. Phương Vọng lần đầu đối Hồng Tiên Nhi sinh ra tò mò. Chu Tuyết cười nói, ngươi thật đúng là kỳ quái, đừng nói thiên tài, coi như là nhân gian phàm nhân, cũng sẽ động đủ loại tạp niệm, dùng ngươi bây giờ năng lực, chẳng lẽ còn chưa nếm qua nữ nhân mùi vị. Ta thế nào cảm thấy ngươi xem nữ nhân vì hồng thủy mãnh thú. Tránh không kịp. Phương Vọng trừng to mắt. Tức giận nói, thế nào khả năng, ta chẳng qua là một lòng muốn tu luyện, chờ ta đi đến nhân gian vô địch, không nói truy cầu hậu cung 3.000 mỹ nữ, ít nhất cũng phải có 100 cái thê thiếp đi, tận hưởng cực lạc. Có đúng không, vậy liền để cho ta rửa mắt mà đợi. Vậy thì chờ lấy đi. Nghe được Phương Vọng trả lời, Chu Tuyết nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt này thấy hắn trong lòng không hiểu run rẩy. Đột nhiên, Chu Tuyết phốc dọa một tiếng cười rộ lên, cười đến trang điểm lộng lẫy. Phương Vọng còn là lần đầu tiên gặp nàng cười thành dạng này. Hắn đang muốn hỏi nhiều, Chu Tuyết bỗng nhiên thu lại nụ cười, chân thành nói, tốt, nhi nữ chi tình đều là thứ yếu, thừa dịp Đông Công Hoàng ngã xuống trước, ngươi liền ở hắn nơi đó thật tốt tu luyện, nếu là ngươi nghĩ bảo đảm đại dụ thần triều, cũng được, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi. Khẩu khí thật lớn. Phương Vọng đối Kim Tiêu giáo thực lực trước mắt rất tò mò. Dứt bỏ Chu Tuyết vị này trùng sinh tiên đế, Kim Tiêu giáo có được phục sinh Hồng Huyền đế, này nhưng là chân chính đại đế, mà lại theo Chu Tuyết nói. Nàng còn có thể kiềm chế Hồng Huyền đế cường giả bí ẩn. Lại thêm thiên tư siêu phàm trúc Như Lai, từ cầu mệnh. Kim Tiêu giáo nước rất sâu a. Đúng rồi, người đối tuyệt đế còn có hiểu rõ. Phương Vọng mở miệng hỏi. Chu Tuyết cũng không có thấy ngoài ý muốn, bởi vì nàng cũng biết diệt tuyệt thần lục sáng tạo giả là tuyệt đế. Tuyệt đế là một vị hết sức thần bí đại đế. Hàng Long đại thánh cái chết kỳ thật cùng tuyệt đế có quan hệ, liền thượng giới tiên đình đều truy tra không được tung tích của hắn. Hàng Long đại thánh được tuyệt đế bộ phận truyền thừa. Cho nên dẫn tới tiên thần không vừa lòng, liền ngay cả hôm nay Đông Công Hoàng cũng là như thế, Đông Công Hoàng kiếp số liền tới từ thượng giới, ngươi cũng là không cần lo lắng, luyện thành vô tướng vô hình Chu Thiên Công ngươi có khả năng tránh thoát thượng giới dò xét. Liên quan tuyệt đế, ta không hiểu nhiều, có một chút có thể xác định, tuyệt đế không thuộc về nhân gian, hắn khi xuất hiện trên đời đã vô địch thiên hạ, lại ở nhân gian sôi nổi mấy trăm năm liền biến mất, tại thượng giới cũng có truyền thuyết của hắn, chưa từng bại trận. Chu Tuyết lời lệnh Phương Vọng ngoài ý muốn. Hắn đột nhiên có thể hiểu được Hồng Huyền đế lời nói, trách không được Hồng Huyền đế hoài nghi tuyệt đế có thật tồn tại hay không, nguyên lai tuyệt đế cũng không phải nhân gian người. Xem ra tuyệt đế là thượng giới đại năng hạ phàm, giả heo ăn thịt hổ. Theo sau, Phương Vọng lại hỏi thăm Phương gia tình huống. Trong 3 năm này, có rất nhiều thánh tộc tu sĩ chui vào đại tề, nghĩ muốn giết hại Phương gia tử đệ, đều bị Kim Tiêu giáo cản lại, thậm chí còn có thần thông cảnh đại tu sĩ xuất hiện, bị Trúc Như Lai đánh lui. Mãi đến Đông Công Hoàng chặt đứt 7 tộc khí vận, loại tình huống này mới vừa dừng lại, nói tóm lại, Phương gia xem như vượt qua kiếp nạn này. Đại dụ thần triều, đế thành bên trong, từ cầu mệnh hành tẩu tại người đến người đi trên đường phố, nhìn hai bên đường phố phồn hoa cảnh tượng, ánh mắt của hắn không có dừng lại qua.
ra biển đã có 200 năm, từ cầu mệnh cũng xem như kiến thức rộng rãi, nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế phồn hoa thành trì. Người lui tới đều có tu vi, thậm chí khắp nơi đều thấy làm hắn nhìn không thấu tu vi tu sĩ cùng yêu quái. Dạng này đại dụ thần triều được nhiều mạnh, mà thân là đại dụ thần triều chi chủ Đông Công Hoàng lại có bao nhiêu mạnh. Từ cầu mệnh đối Phương Vọng an nguy càng thêm lo lắng, Phương Vọng mạnh hơn, đối mặt dạng này cái thế cường giả, tất nhiên cũng thúc thủ vô sách. Bên ngoài đều nói Đông Công Hoàng muốn vì Phương Vọng chỗ dựa, có thể từ cầu mệnh luôn cảm thấy không vững vàng, một phần vạn Đông Công Hoàng cũng nhớ thương Phương Vọng tư chất đâu. Từ cầu mệnh bị Phương Vọng cứu được hai lần, hắn nhất định phải báo ân, cho nên hắn viễn phó đại dương mênh mông, một đường đi vào Thương Hải. Đế thành như thế cường thịnh, đã tại Nam Khung Chi Hải thành danh từ cầu mệnh hành tẩu tại biển người bên trong. Trong lòng cũng không khỏi không chắc, tại đây bên trong, hắn cảm giác mình căn bản không đáng chú ý, nếu như Phương Vọng gặp nguy hiểm, hắn nên như thế nào đi cứu. Từ cầu mệnh vừa đi, một bên suy tư vấn đề này. Tiên tri 5 vạn năm, sao biết 5 vạn năm, nhân quả mệnh số đều tại thân ta, hiểu rõ luân hồi đều ở ta mắt. Phía trước truyền đến một đạo gào to âm thanh, hấp dẫn từ cầu mệnh suy nghĩ. Từ cầu mệnh nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy phía trước một cái khách sạn lầu 2 trên ban công. Một tên lão đạo sĩ đứng tại trước lan can gào to, hắn tay trái nắm một cây mộc trượng, trượng bên trên treo một tịch vải trắng, trên đó viết 4 chữ lớn. Biết trời biết mệnh. Khách sạn trước cổng chính tụ tập không ít tu sĩ, đối lão đạo sĩ chỉ trỏ. Từ cầu mệnh nhìn không thấu lão đạo sĩ tu vi, cho nên hắn cũng không có cảm thấy đối phương lời hài hước, đây cũng là dưới lầu ý nghĩ của mọi người. Tại đế thành bên trong, rất ít gặp đến giả danh lừa bịp người, thế là, càng ngày càng nhiều người tụ tập tới. Từ cầu mệnh cũng tiến đến trong đám người, muốn nhìn xem náo nhiệt. Uy, lão đầu, ngươi thật có thể biết thiên mệnh. Một đạo giọng nữ chuyển đến, dẫn tới tất cả mọi người nhìn lại, bao quát từ cầu mệnh. Từ cầu mệnh thấy một tên váy xanh nữ tử bay lượn tới, quần áo phiêu động, tựa như màu lam thải hà. Thật đẹp nữ tử. Dù là gặp qua không ít thiên chi kiêu nữ, từ cầu mệnh, cũng bị dung nhan của đối phương kinh diễm đến. Người đến chính là Hồng Tiên Nhi. Một chút nhận biết Hồng Tiên Nhi tu sĩ dồn dập hành lễ chào hỏi. Thất công chúa tên cấp tốc truyền ra, từ cầu mệnh nhíu mày, trong mắt lập lòe lãnh ý, nguyên lai cô gái này là Đông Công Hoàng nữ nhi. Từ cầu mệnh quyết định bắt lấy Hồng Tiên Nhi, hướng hắn ép hỏi Phương Vọng hạ lạc. Mặc dù nhìn không thấu Hồng Tiên Nhi tu vi, nhưng hắn cảm giác mình hẳn là có thể bắt Hồng Tiên Nhi. Hồng Tiên Nhi rơi vào lão đạo sĩ bên cạnh, hai tay chống nạnh, đánh giá lão đạo sĩ, khẽ nói, biết trời biết mệnh. Vậy ta hỏi ngươi, ai là thiên hạ hôm nay đệ nhất? Lão đạo sĩ mảy may không hoảng hốt. Cười ha hà hỏi, tại hạ cô mệnh, người xưng cô mệnh lão nhân, không biết công chúa điện hạ hỏi là tu vi, vẫn là phương diện khác, đương nhiên là tu vi, ngươi liền nói, ai là thiên hạ đệ nhất cường giả. Ha ha, ta bấm ngón tay tính toán, không phải Đông Công Hoàng bệ hạ. Cô mệnh lão nhân lời lệnh Hồng Tiên Nhi sắc mặt lập tức lạnh xuống đến, không chỉ là nàng, dưới lầu tuyệt đại đa số người nhìn về phía cô mệnh, lão nhân ánh mắt đều trở nên bất thiện. Từ cầu mệnh khiêu mi, không nghĩ tới lão đầu này như thế to gan lớn mật. Tại Đông Công Hoàng dưới chân nói Đông Công Hoàng không phải thiên hạ đệ nhất. Muốn sao muốn chết, muốn sao có niềm tin. Hồng Tiên Nhi chăm chú nhìn cô mệnh lão nhân, hỏi, người nào là thiên hạ đệ nhất? Cô mệnh lão nhân nắm bắt râu ria cười nói, thiên hạ cường giả như giang hà chi cá, nhiều vô số kể, tạm thời chưa có thiên hạ đệ nhất, nhưng tiếp qua 500 năm, thiên hạ đệ nhất liền muốn hoành không xuất thế. Đừng cố làm ra vẻ bí ẩn, ngươi cũng là nói ra cái tên tới. Hồng Tiên Nhi không nhịn được nói. Cô mệnh lão nhân liếc nhìn nàng, cười nói, 500 năm sau thiên hạ đệ nhất chính là ngươi bây giờ vị hôn phu. Hồng Tiên Nhi nghe xong, lập tức sửng sốt, nàng cùng Phương Vọng hôn sự còn chưa triệt để định ra, càng là không có lưu truyền ra đi, lão đầu này thế nào biết. Nếu như nói ai là tương lai thiên hạ đệ nhất, Hồng Tiên Nhi chỉ phục Phương Vọng. Niết bàn cảnh giết đạp tiêu cảnh, nàng cảm thấy xương ngoặc nay chưa từng có, thậm chí khả năng sau không người đến. Lầu dưới các tu sĩ thì tò mò nghị luận lên. Thất công chúa thời điểm nào có vị hôn phu? Hồng Tiên Nhi đang muốn hỏi nhiều, cô mệnh lão nhân bỗng nhiên chỉ hướng nàng, nói, ngươi có đại đế tư thái, làm sao mệnh bên trong có kiếp số, bất quá gần đây kiếp số đang thay đổi, rõ ràng cùng ngươi cái kia làm người tính không thấu vị hôn phu có quan hệ. Cô mệnh lão nhân đi theo nhìn về phía dưới lầu, ngón tay chỉ hướng từng người tu sĩ. Ngươi, thiên sinh phú quý, tu vi chắc tuyệt, làm sao chúng kỳ động, cả đời không thể sinh con dưỡng cái. Ngươi, thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, nương tựa theo đại khí vận đi đến hôm nay, ngày sau chưa hẳn không thể thành tựu thần thông cảnh. Ngươi, mệnh bên trong có 7 lần tình kiếp, lần thứ 7 tình kiếp muốn tới, cẩn thận, một kiếp này khả năng muốn mạng của ngươi. Ngươi, mệnh bên trong thánh cách, vốn nên bỏ mình. A, cô mệnh lão nhân mỗi điểm một người,
hắn đều có thể lệnh người kia động dung, gật liên tục ba người sau, ba người kia phản ứng nhường tu sĩ khác càng thêm tin phục năng lực của hắn. Nhưng mà, khi hắn chỉ từ cầu mệnh lúc, nụ cười của hắn bỗng nhiên ngưng kết, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm từ cầu mệnh. Chương 264, một nửa đế mệnh. Cô mệnh lão nhân ánh mắt nhìn đến từ cầu mệnh hết sức không được tự nhiên, đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ cô mệnh lão nhân. Ta có thánh cách, đại thánh mệnh cách, nhưng ta sẽ chết. Từ cầu mệnh bị hắn nói đến đã kinh hỉ, lại bất ổn. Ai không muốn thành tựu đại thánh? Có thể nếu như cô mệnh lão nhân thật có thể dự báo thiên mệnh, hắn rất có thể sẽ chết tại trục thánh lộ lên. Khách sạn trước tụ tập các tu sĩ tất cả đều đang đánh giá từ cầu mệnh, cũng không nhận ra hắn, cho nên đều tại tò mò thân phận của hắn. Hồng Tiên Nhi lườm từ cầu mệnh liếc mắt, đối vị này có được thánh cách tu sĩ cũng không có hứng thú. Nàng một lần nữa nhìn về phía cô mệnh lão nhân, truy vấn, nói a, thế nào không nói nữa? Cô mệnh lão nhân biểu lộ càng ngày càng cổ quái, nói, mệnh số của hắn cũng đang thay đổi, chưa chắc sẽ chết, mà lại thánh cách càng ngưng tụ. Lời vừa nói ra, trên đường phố vang lên tiếng ồ lên. Đây không phải nói từ cầu mệnh nhất định sẽ thành thánh. Đây chính là đại thánh. Lúc này liền có người không phục. Ngươi là đại thánh à, lại đoạn người thánh mệnh. Không sai, ngươi hiểu cái gì là đại thánh à, ta nhìn ngươi a, có ít đồ, nhưng không nhiều, đừng muốn mò mẫm linh tinh. Có lẽ đằng trước ba người kia liền là hắn người đâu. Chê cười, phàm nhân cũng dám vọng nghị đại thánh. Lão đầu, nói cho chúng ta biết, ngài là thế nào đường đại thánh, thế nào đường đại đế. Đủ loại trào phúng lời nói vang lên, thậm chí có người trực tiếp tức miệng mắng to, cảm thấy cô mệnh lão nhân đầu tiên là đối Đông Công Hoàng nói năng lỗ mãng, sau dõng dạc định đại thánh, đế thành há có thể dung hứa dạng này người giả danh lừa bịp. Hồng Tiên Nhi cũng có chút khó chịu, nàng nhìn ra được từ cầu mệnh ẩn chứa một cỗ cường đại kiếm ý, có thể dạng này kiếm ý còn chưa đủ để uy hiếp được nàng. Nàng thậm chí gặp qua mạnh hơn từ cầu mệnh kiếm đạo thiên tài, bằng cái gì từ cầu mệnh có thể thành thánh? Theo Hồng Tiên Nhi, thành thánh cần muốn khí vận, cơ duyên, nhưng thiên tư là cơ sở nhất, nhất không thể thiếu. Nhất định phải có mạnh nhất thiên tư, lại thêm cơ duyên, mới có hy vọng thành thánh. Từ cầu mệnh cũng là thản nhiên tự nhiên, muốn nghe xem cô mệnh lão nhân sau đó nói cái gì. Cô mệnh lão nhân đột nhiên tan biến tại hành lang bên trên, cả kinh Hồng Tiên Nhi con người bỗng nhiên co rụt lại. Thật nhanh. Ngay sau đó, Hồng Tiên Nhi cảm nhận được cái gì, lách mình đi vào trên mái hiên. Chỉ thấy cô mệnh lão nhân đứng tại trên mái hiên, nhìn ra xa đế cung phương hướng, ánh mắt phức tạp. Hồng Tiên Nhi nhìn chằm chằm hắn, hỏi, xin hỏi tiền bối là lai lịch ra sao? Cô mệnh lão nhân không có nhìn về phía nàng, mà là ngữ khí buồn bã nói, ta tới, là bởi vì đại dụ thần triều đế vương đắc tội thượng thương, muốn nhìn xem có thể hay không cho các ngươi mang đến biến số, không nghĩ tới các ngươi đã có được biến số lớn nhất. Hồng Tiên Nhi đang muốn hỏi nhiều, cô mệnh lão nhân hư không tiêu thất tại chỗ. Nữ oa oa, đối đãi ngươi chứng đế lúc, ta sẽ đến tiễn ngươi một món lễ lớn. Chứng đế. Hồng Tiên Nhi động dung, nàng vô pháp truy tung đến cô mệnh lão nhân hành tung, liền một tia khí tức đều không hề lưu lại. Như vậy thân pháp nhường cô mệnh lão nhân trong lòng nàng hình ảnh càng cao, đồng thời nàng có chút mừng thầm. Nàng có thể chứng đế. Từ khi sinh ra, thiên tư của nàng chính là không giống bình thường. Nàng là phụ hoàng dòng dõi bên trong tối cường thiên tư, đây cũng là nàng rất nhiều tỷ tỷ muội muội lấy chồng, nàng có thể không lấy chồng nguyên nhân, như thế thiên tư, Đông Công Hoàng đều không nỡ bỏ gả nàng. Chẳng qua là đại đế sao mà xa xôi, liền nàng trước đó sùng bái nhất phụ hoàng cũng bắt đầu từ bỏ cái mục tiêu này, nàng tự nhiên vô pháp có tuyệt đối tự tin. Hồng Tiên Nhi tại chỗ suy tư một lát, đi theo tan biến tại trên mái hiên, nàng quyết định đi tìm Đông Công Hoàng. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, đế cung bên trong. Đông Công Hoàng ngồi tại đế tọa bên trên, khắp khuôn mặt là vẻ cảm khái, nói, cô mệnh tiền bối quả nhiên còn sống, cũng không biết hắn bây giờ nhiều ít tuổi. Hồng Tiên Nhi nghe xong, đôi mắt đẹp trừng lớn, nàng tò mò hỏi, phụ hoàng, ngài biết hắn? Không nghĩ tới vừa rồi lão đầu kia lại là nàng phụ hoàng tiền bối, may mắn nàng mới vừa rồi không có động thủ. Đông Công Hoàng gật đầu, nói, tại trẫm 300 tuổi ra mặt lúc từng gặp được lão nhân gia ông ta, khi đó trẫm còn coi hắn là lừa đảo, hắn nói trẫm có một nửa đế mệnh. Này một nửa đế mệnh có thể làm cho trẫm có được trùng kích đại đế tư cách, nhưng vô pháp thu hoạch được bước vào đại đế thời cơ. Trên thực tế, hắn nói đúng, trẫm đứng ở đông nhân gian đỉnh điểm, vẫn như trước chạm không tới đại đế. Lúc ấy, hắn cho trẫm ra một ý kiến, trẫm thủy chung nhớ kỹ, nếu là trẫm thất bại, liền sẽ dùng chủ ý của hắn. Hồng Tiên Nhi vô ý thức hỏi, cái gì chủ ý? Trẫm chỉ có một nửa đế mệnh, nếu là sinh ra một vị đồng dạng chỉ có một nửa đế mệnh dòng dõi, vậy liền có thể kiếm ra hoàn chỉnh đế mệnh. Đông Công Hoàng cười nói, nhìn về phía Hồng Tiên Nhi tầm mắt tràn ngập từ ái, kiêu ngạo rất nhiều cảm xúc.
Hồng Tiên Nhi nghe xong, lập tức hiểu rõ ý tứ, nàng vội vàng nói, Phụ Hoàng, ngươi cũng chớ nói lung tung, ngươi nhất định có thể vượt qua kiếp số. Vừa rồi cô mệnh lão nhân nói, ta sẽ chứng đế, ta không cần ngươi kính dâng. Đứa nhỏ ngốc, ngươi thế nào biết hắn nói không phải chẫm động tâm tư sau mệnh số? Đông Công Hoàng trả lời lệnh Hồng Tiên Nhi sửng sốt. Nàng suy nghĩ một chút, nói, nhưng hắn còn nâng lên phương vọng, nói phương vọng là biến số lớn nhất, ta có thể là bởi vì hắn mà thay đổi. Đông Công Hoàng lắc đầu nói, hắn xác thực sẽ cải biến mệnh số của ngươi, nhưng không có khả năng cải biến chẫm mệnh số, hắn xác thực thiên tư khủng bố, vượt xa chẫm, nhưng hắn tuổi còn rất trẻ, chẫm kiếp số đến từ thượng giới, hắn không giúp được chẫm, chỉ cần hắn có thể giúp ngươi, chẫm liền không có lo lắng. Hồng Tiên Nhi gấp, chuẩn bị tiếp tục khuyên bảo đi. Đông Công Hoàng giơ tay lên nói, tốt, Tiên Nhi, đừng cân nhắc như thế nhiều, chứng đế chi lộ cần một bước một cái dấu chân. Ngươi cùng hắn ưu sầu việc này, không như sau đi thật tốt tu luyện, người đều có mệnh, người tu tiên hà tất tăng thêm phiền não. Hồng Tiên Nhi trong tay áo hai tay siết chặt, mày liễu nhíu chặt. Trong nội tâm nàng tràn ngập không cam lòng. Nếu như nàng có được cùng phương vọng một dạng thiên tư, không đến 300 tuổi liền có thể chu diệt đạp tiêu cảnh, cái kia nàng bây giờ tuyệt đối đã nhân gian vô địch, nàng liền có thể giúp phụ hoàng độ kiếp. Càn Dương cung bên trong, từ sát hạch kết thúc sau, phương vọng tại Càn Dương cung bên trong đợi hơn nửa năm thời gian. Hắn thật sự là không nín được, nghĩ muốn đi ra ngoài đi dạo. Hắn đã tại thiên cung nhẫn nhịn 13,000 năm, thật sự là không muốn đợi tại phong bế trong không gian. Thế là, hắn mang lên tiểu tử đi ra Càn Dương cung cửa lớn. Truy Phong lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, hỏi, ngươi muốn đi đâu đây? Phương Vọng khiêu mi hỏi, thế nào? Chẳng lẽ ta chỉ có thể đợi tại Càn Dương cung? Hắn có thể dùng cửu u tự tại thuật trốn, cho nên hắn căn bản không sợ, hắn chỉ là để ý Đông Công Hoàng thái độ. Truy Phong do dự nói, tự nhiên không phải, chẳng qua là cái gì? Truy Phong vừa muốn mở miệng trả lời, bỗng nhiên biến sắc, hắn đi theo ôm quyền nói, bệ hạ truyền lệnh, nói ngươi có thể tới đi tự do, ngươi thậm chí có khả năng trực tiếp hồi trở lại phương gia, sau này ngươi tới đại dụ thần triều, Càn Dương cung vẫn như cũ thuộc về ngươi. Hắn đi theo nhường đường, đưa tay ra hiệu Phương Vọng xin cứ tự nhiên. Phương Vọng quay đầu nhìn thoáng qua đế cung, lúc này thả người vọt lên, bay ra đế cung. Công tử, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Tiểu tử hưng phấn hỏi, mặc dù Càn Dương cung linh khí bằng bạc, có thể nó đồng dạng không muốn một mực đợi tại một chỗ. Phương Vọng hồi đáp, tại đại dụ thần triều bên trong đi dạo đi, nơi này linh khí dồi dào, rời đi xác thực đáng tiếc. Đại dụ thần triều rất lớn, vượt xa đại tề, nhìn một chút nơi này phong thổ, tu tiên giới phong mạo cũng thật không tệ. Hắn rời đi Càn Dương cung, chủ yếu là vì giải sầu một chút. Làm Phương Vọng bay ra đế cung lúc, lập tức hấp dẫn không ít tầm mắt, nhưng không người nào dám đuổi theo, có thể theo đế cung bên trong không chút kiêng kỵ bay ra ngoài, tất nhiên không đơn giản, phải biết đại dụ văn võ vào cung, đều phải bước đi, không cho phép bay lượn. Rất nhanh, Phương Vọng liền rời đi đế thành, tốc độ của hắn không tính quá nhanh. Phương Vọng, một đạo tiếng vui mừng âm truyền đến, nghe được Phương Vọng dừng lại. Phương Vọng, chờ ta một chút. Lại một đạo giọng nữ truyền đến, Phương Vọng quay đầu nhìn lại, Hồng Tiên Nhi theo rừng cây vùng trời bay tới. Mà lúc trước gọi hắn người tại trong rừng cây, chính là Từ Cầu Mệnh. Từ Cầu Mệnh nhìn thấy Hồng Tiên Nhi thân ảnh, không khỏi nhíu mày. Hắn nhưng là nhớ kỹ cô mệnh lão nhân nói Hồng Tiên Nhi có thể chứng đế. Phương Vọng nhớ kỹ Hồng Tiên Nhi, dù sao trước đó cùng Chu Tuyết nói chuyện trời đất đề cập tới nàng, vị này chính là 10,000 năm qua thiên tư mạnh nhất nữ tử. Đến nỗi Từ Cầu Mệnh, hắn nhìn không quen mặt. 13,000 năm qua đi, những cái kia không quen người tự nhiên dễ dàng quên lãng. Hắn này 13,000 năm vẫn là tại chuyên chú tu luyện tình huống dưới vượt qua, suy nghĩ một mực bị diệt tuyệt thần lục chiếm lĩnh. Phương Vọng nhìn về phía Từ Cầu Mệnh, mày nhăn lại, ghé vào hắn trên đầu vai tiểu tử nhịn không được mở miệng nói, nha, Từ Cầu Mệnh, ngươi cũng có thể trộn lẫn đến nơi đây. Xem ra tiến bộ rất lớn nha. Từ Cầu Mệnh nhớ kỹ Phương Vọng nuôi một đầu tử xà, cho nên nhìn thấy đầu này tử long, trong nháy mắt liền liên tưởng đến đầu kia tử xà. Nguyên lai là Từ Cầu Mệnh. Phương Vọng lông mày giãn ra, nói, Từ Cầu Mệnh, ngươi thế nào tại đây bên trong? Hồng Tiên Nhi đi vào Phương Vọng bên cạnh, đi theo nhìn về phía Từ Cầu Mệnh, không nghĩ tới hai người này nhận biết. Chờ chút, cô mệnh lão nhân vốn là Từ Cầu Mệnh sẽ chết, nhưng phía sau tính tới hắn mệnh số cải biến, chẳng lẽ? Nhất định là như vậy. Hồng Tiên Nhi nghiêng đầu nhìn về phía Phương Vọng, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Từ Cầu Mệnh hồi đáp, tự nhiên là vì ngươi tới, ta lo lắng. Hắn không có nói tiếp, dù sao Hồng Tiên Nhi là thất công chúa. Phương Vọng trong nháy mắt hiểu rõ hắn ý tứ, không khỏi cảm khái nói, theo Nam Khung Chi Hải đến Thương Hải cũng không gần. Từ Cầu Mệnh hỏi, ngươi còn tốt? Không có việc gì, ngươi yên tâm đi, Đông Công Hoàng đối đãi ta rất tốt. Phương Vọng gật đầu nói.
Tiểu tử nói theo, há lại chỉ có từng đó là còn tốt, con nhất định phải đưa hắn nữ nhi gả cho công tử. Liền là bên cạnh vị này, đại dụ thần triều thất công chúa. Hừ, ta kém sao? Muốn nói trên đời này ai có thể xứng với Phương Vọng, ít nhất đông nhân gian, không có so ta thích hợp hắn hơn nữ tử. Hồng Tiên Nhi hai tay chống nạnh, ưỡn ngực mứt khẽ nói. Từ Cầu Mệnh lập tức hiểu được, nguyên lai thất công chúa vị hôn phu là Phương Vọng. Nói như vậy đến, cái kia Cô Mệnh lão nhân cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ. Hắn xác thực kém chút chết đi, bị Phương Vọng cứu được, tất cả những thứ này đều có thể đối được. Hắn có thể trở thành đại thánh, Phương Vọng có thể thành là thiên hạ đệ nhất. Hắn cảm thấy dạng này mệnh số thật tốt, là hắn mong muốn tương lai. Phương Vọng mở miệng nói, ta nghĩ tại đại dụ thần triều đi dạo, Từ Cầu Mệnh, theo ta đi một chút. Từ Cầu Mệnh cười nói, tự nhiên cầu còn không được. Mang ta lên, ta có thể là công chúa, ta đối đại dụ thần triều quen thuộc nhất. Hồng Tiên Nhi nói theo, ngữ khí xen lẫn hưng phấn. Phương Vọng đều không biết nàng vì sao hưng phấn, nhớ hắn tạm thời không có ý định rời đi đại dụ thần triều, liền gật đầu đồng ý. Chương 265, muốn chết là nhất chuyện dễ dàng. Có Hồng Tiên Nhi, Từ Cầu Mệnh bồi tiếp, Phương Vọng tiếp xuống đường đi không tính buồn tẻ. Chủ yếu là Hồng Tiên Nhi cùng tiểu tử líu lo không ngừng, hai cái lắm lời phảng phất có chuyện nói không hết. Phương Vọng cùng Từ Cầu Mệnh đi tại phía sau, hắn nhường Từ Cầu Mệnh nói một chút những năm này trải qua, Từ Cầu Mệnh cũng không có giấu giếm, một vừa nói ra. Từ Cầu Mệnh trải qua cũng hết sức phong phú, không thể so với Phương Hàn Vũ kém, thậm chí càng thêm đặc sắc. Hắn đoạn đường này đều tại truy tìm kiếm đạo, ân oán tình cừu mọi thứ đều trải qua nhi nữ chi tình, cũng trải qua bạn thân tương giao, tao ngộ qua phản bội, cũng tao ngộ qua để ý người chết ở trước mắt, chính mình bất lực. Hắn hôm nay đã trưởng thành, thân có kiếm đạo cao thủ phong phạm, nhưng này phía sau trải qua chua xót chỉ có hắn tự mình biết. Không chỉ là hắn, bất luận một vị nào trưởng thành cường giả, trên người trải qua đều có thể viết trưởng thành thiên chuyện xưa. Từ Cầu Mệnh giảng kinh nghiệm của mình, tiểu tử thỉnh thoảng chen vào nói, Hồng Tiên Nhi giới thiệu dọc đường phong mạo, đoạn đường này lệnh Phương Vọng tâm tình càng ngày càng vui vẻ. Nửa ngày sau, hoàng hôn buông xuống. Bọn hắn đứng ở một dòng sông lớn bên cạnh, hòa sắc bên dưới vòm trời. Sông sóng mãnh liệt, tự có một cỗ giang phong đập vào mặt, để bọn hắn áo bào kịch liệt phiêu động. Tối nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta thuận tiện chỉ điểm một chút Từ Cầu Mệnh. Phương Vọng mở miệng nói. Nghe vậy, Từ Cầu Mệnh kinh hỉ, Hồng Tiên Nhi, tiểu tử tự nhiên không có ý kiến. Hồng Tiên Nhi tò mò hỏi, Phương Vọng, ngươi hiểu kiếm đạo. Tại nàng trong nhận thức biết, Phương Vọng nổi danh nhất là mạnh mẽ thân thể, nhất là Cửu Long Chấn Thiên Quyền, đã danh chấn thiên hạ. Tiểu tử đắc ý cười nói, công tử nhà ta lợi hại nhất chính là kiếm đạo. Từ Cầu Mệnh gật đầu nói, không sai, hắn tại chúng ta đại tề, được xưng là kiếm thánh. Hồng Tiên Nhi nhìn về phía Phương Vọng ánh mắt biến, này người là thế nào tu luyện, không đến 300 tuổi. Tại quyền đạo, kiếm đạo, thể tu chi lộ bên trên đều có khó lường tạo nghệ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lời đều nói đến đây cái phần bên trên, Phương Vọng tự nhiên muốn hiện ra một thoáng. Hắn nâng tay phải lên, trong chốc lát, thủy thế chảy xiết giang hà trong nháy mắt dừng lại, một cỗ cuồn cuộn kiếm ý bao phủ thiên địa. Thiên địa kiếm ý. Phương Vọng thiên địa kiếm ý là cảnh giới đại viên mãn, cho nên hắn tu vi càng cao, kiếm ý càng mạnh, hắn thậm chí không cần đi tăng lên thiên địa kiếm ý. Cỗ kiếm ý này vừa ra, Hồng Tiên Nhi, Từ Cầu Mệnh động dung. Đã là thần thông cảnh 9 tầng tu vi, Hồng Tiên Nhi cũng bị kinh đến, chỉ là cỗ kiếm ý này liền để nàng cảm giác mình tuyệt không phải Phương Vọng đối thủ. Phải biết nàng cũng là quét ngang cùng cảnh giới, thậm chí có thể vượt cảnh giới chiến đấu tuyệt thế thiên tài. Hồng Tiên Nhi vẫn cho rằng Phương Vọng thiên tư mạnh hơn chính mình, thực lực cũng là như thế, dù sao nàng rất khó chu diệt đạp tiêu cảnh. Nhưng chân chính cảm nhận được Phương Vọng kiếm ý, nàng mới biết chính mình vẫn là khinh thường Phương Vọng. Trách không được phụ hoàng hung hăng nắm nàng hướng Phương Vọng trên thân đẩy, cẩn thận nói đến, nhưng thật ra là nàng trèo cao. Từ Cầu Mệnh đồng dạng chấn kinh, hắn biết Phương Vọng kiếm ý không có khả năng yếu, có thể hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà mạnh đến trình độ như vậy. Ngưỡng mộ núi cao. Từ Cầu Mệnh đột nhiên cảm thấy của mình kiếm đạo căn bản bất nhập lưu. Hắn trong lòng không thể ngăn chặn dẫn đến cảm giác bất lực, thậm chí là cảm giác tuyệt vọng. Đúng lúc này, Phương Vọng vỗ một cái bờ vai của hắn, nói, đang suy nghĩ cái gì đâu. Ngươi có thể là ta coi trọng nhất kiếm đạo thiên tài, ngươi tuyệt đối có thể trở thành thiên hạ đệ nhị kiếm tu, sau này ngươi chính là ta duy nhất kiếm đạo đối thủ. Phương Vọng xem thần sắc của hắn liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Từ Cầu Mệnh có thể là tương lai chí cường giả, không thể bởi vì hắn biến số này mà biến yếu, chỉ có thể mạnh lên. Từ Cầu Mệnh nghe xong, trong mắt tỏa ra thần thái, hắn nhịn không được hỏi, ngươi thật là cho là như vậy. Nói nhảm, ta liền bảy đại thánh tộc đều chạm qua. Thậm chí liền đạp tiêu cảnh đại năng đều chu diệt qua, lừa ngươi làm gì? Ngươi có thể hỏi tiểu tử, ta chỉ nói qua với ngươi như vậy,
Phương Vọng nghiêm mặt nói. Tiểu tử nói theo, không sai. Nó nhớ kỹ Phương Vọng đối phương ra kiếm đạo thiên tài Phương Bạch cũng từng nói như vậy. Từ Cầu Mệnh lộ ra nụ cười, tâm tình đạt được cổ vũ, hắn hít sâu một hơi, nói, xem ra tâm tính của ta không được, coi như không bằng ngươi, ta cũng phải có được giống như ngươi tuyệt đối tự tin vô địch chi tâm. Ngươi không sớm thì muộn sẽ vô địch, dù sao ngươi ta không phải là kẻ địch, 500 năm sau, người nào trở thành ngươi ta kẻ địch, cái kia được nhiều thảm thương. Phương Vọng nhẹ giọng cười nói. Lời nói này nói đến Từ Cầu Mệnh máu nóng sôi trào. Hồng Tiên Nhi thì xem không hiểu, Từ Cầu Mệnh thiên tư dưới cái nhìn của nàng thật, nàng chỉ có thể quy tội tại Phương Vọng trọng tình nghĩa. Nam nhân như vậy càng có mùi vị. So với những cái kia ý, vào thiên tư liền không coi ai ra gì thiên tài mạnh hơn nhiều. Phương Vọng bắt đầu vì Từ Cầu Mệnh giảng giải thiên địa kiếm ý, Hồng Tiên Nhi đứng tại một bên khác nghe. Nước sông mặc dù đình trệ, có thể giang phong còn tại, lay động Phương Vọng tóc mai, Hồng Tiên Nhi nhìn xem gò má của hắn, bỗng nhiên nghĩ đến Côn Luân. Xem ra hắn thật có một quả đại nghĩa chi tâm. Nàng có thể cảm nhận được Phương Vọng truyền thụ cho kiếm ý cực kỳ cao thâm, cũng không có lừa gạt Từ Cầu Mệnh, mà lại cũng không có tị húy nàng tồn tại. Nàng trước đó liền nghe nói qua, Phương Vọng đối mặt nghĩ yêu cầu nói kẻ yếu, đều sẽ khẳng khái chỉ bảo, không cầu hồi báo, hôm nay gặp mặt, nàng triệt để tin. Mặt trời lặn dần dần xuống, đêm tối đi theo buông xuống. Mặt trăng lặn mặt trời mọc. Mặt trời mới mọc quét qua đại giang, Phương Vọng ba người vẫn đứng tại bờ sông, Từ Cầu Mệnh, Hồng Tiên Nhi cảm thụ được Phương Vọng thiên địa kiếm ý, không thể không biết mỏi mệt. Tiểu tử nghe nửa cái ban đêm liền mất đi hứng thú, ở một bên ngủ gật. Phương Vọng thu hồi trở lại thiên địa kiếm ý, giữa thiên địa vang lên tiếng nổ vang rền, đó là giang hà lao nhanh thanh âm. Từ Cầu Mệnh, Hồng Tiên Nhi đi theo bừng tỉnh. Từ Cầu Mệnh cảm khái nói, thiên địa kiếm ý huyền diệu so ta tưởng tượng bên trong sâu, kiếm thiên trạch thiên địa kiếm ý cùng ngươi thiên địa kiếm ý hoàn toàn không thể so sánh, có lẽ là bởi vì ngươi đạo hạnh càng cao đi. Phương Vọng cười nói, sư phụ ta kiếm thánh thiên địa kiếm ý xác thực rất không tệ, ít nhất hướng đi ghê gớm, nếu như hắn tư chất như ngươi ta, cũng có thể thành thánh. Từ Cầu Mệnh lần này cũng không cảm thấy Phương Vọng tại an ủi mình, bởi vì cô Mệnh lão nhân cũng nói hắn có thánh cách. Hồng Tiên Nhi bỗng nhiên đưa tay, lao nhanh giang hà chợt ngừng, liền tiếng gió thổi cũng hơi ngừng, trên trời biển mây đứng im, hết thảy đều yên tĩnh, liền Từ Cầu Mệnh cũng cảm nhận được uy thế lớn lao. Hắn quay đầu nhìn lại, tốc độ cực chậm, trong mắt đồng dạng xoay chuyển chậm, hết thảy đều chậm lại, có thể Từ Cầu Mệnh tư duy cũng không có chậm lại. Hắn trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Thế nào khả năng? Phương Vọng cũng là không bị ảnh hưởng, hắn quay đầu nhìn về phía Hồng Tiên Nhi, biểu lộ kinh ngạc. Tiểu tử thì hoàn toàn bị định trụ, không thể động đậy. Hồng Tiên Nhi bĩu môi, nói, cái này là thiên địa kiếm ý sao? Người rất hiếu học nha, chỉ là muốn đi đến ngươi trình độ, ta còn cần lại tu luyện. Phương Vọng tò mò hỏi, ngươi am hiểu hình kiếm đạo. Hồng Tiên Nhi lắc đầu nói, ta không thích kiếm, bất quá ta cái gì đều có thể học, dù sao đại đế hẳn là toàn năng, há có thể chỉ chuyên một đạo. Từ Cầu Mệnh trầm mặc. Phương Vọng ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp xua tan Hồng Tiên Nhi thiên địa kiếm ý. Hồng Tiên Nhi tóc hoa đi theo phất phới dâng lên, hai mắt trừng lớn, ánh mắt có chút mộng. Từ Cầu Mệnh, tiểu tử như chút được gánh nặng. Từ Cầu Mệnh dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hồng Tiên Nhi. Tiểu tử thì mắng, ngươi làm gì sao a? Muốn hại chết người a? Ta nhìn ngươi a, căn bản không có nắm giữ. Công tử thiên địa kiếm ý thu phóng tự nhiên, ngươi thiên địa kiếm ý rất khó khống chế. Hồng Tiên Nhi nghe xong, không có sinh khí, ngược lại cảm thấy có đạo lý, nàng nhìn về phía Phương Vọng. Chớp mắt nói, Phương Vọng, phía sau sẽ dạy ta thiên địa kiếm ý như thế nào? Ta cảm thấy ta có khả năng đem thiên địa, kiếm ý dung nhập ta tự sáng tạo công pháp bên trong. Tự sáng tạo công pháp? Từ Cầu Mệnh càng thêm khó chịu. Tiểu tử khẽ nói, tự sáng tạo công pháp tính cái gì? So đến được công tử nhà ta thiên đạo vô lượng kinh à? Đây chính là dùng hàng long đại thánh tam đại chân công làm cơ sở, dung hợp nhiều loại tuyệt cường công pháp. Cái gì? Phương Vọng, ngươi đã thành đạo. Hồng Tiên Nhi lần nữa kinh ngạc. Từ Cầu Mệnh trong tay áo hai tay nắm chắc. Phương Vọng khiêm tốn cười nói, tiểu đạo mà thôi, không coi là cái gì, các ngươi nếu là nghĩ học, ta cũng có thể dạy các ngươi. Hắn cũng không dạy hết cho đệ tử, chết đói sư phụ, hắn lại không ngừng làm bản thân mạnh lên công pháp, mà lại thiên đạo vô lượng kinh cũng không phải mấy trăm năm, 1000 năm liền có thể học được. Ta đây muốn học. Hồng Tiên Nhi không chút do dự nói. Từ Cầu Mệnh nhìn xem Hồng Tiên Nhi, tâm tình hết sức phức tạp. Hắn phát hiện Hồng Tiên Nhi ngộ tính vượt xa chính mình, mà lại làm người càng rộng rãi. Hắn nghe được Phương Vọng lời vô ý thức mong muốn từ chối nhã nhặn, có thể Hồng Tiên Nhi đâu, trực tiếp biểu thị muốn học. Điều này nói rõ Hồng Tiên Nhi có bắt lấy hết thảy cơ duyên quyết tâm. Phương Vọng đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên phát giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía giang hà đối diện. Chỉ thấy lớn bờ sông bên kia đứng đấy một bóng người.
đó là một tên áo bào đen nam tử, tóc hoa râm, có thể khuôn mặt tuổi trẻ. Hắn đứng ở nơi đó, tản ra một cỗ quân lâm thiên hạ khí chất, để cho người ta liếc hắn một cái, liền thấy áp lực. Là hắn, Dạ Quân. Hồng Tiên Nhi cau mày nói. Tiểu tử không khỏi hỏi, hắn rất mạnh sao? Dạ Quân, Đạp Tiêu Cảnh 5 tầng tu vi, cùng phụ hoàng ta là đồng môn, đã từng cũng là phụ hoàng ta kình địch, mặc dù hắn đã vô pháp đuổi kịp phụ hoàng ta, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối mạnh mẽ, mà lại hắn cũng là kiếm tu. Hồng Tiên Nhi cau mày nói, sắc mặt nghiêm túc, đứng tại bờ bên kia Dạ Quân mở miệng hỏi, ngươi chính là Thiên Đạo Phương Vọng. Phương Vọng hỏi ngược lại, không biết các hạ tìm ta có chuyện gì? Kiếm ý của ngươi rất mạnh, ta cần ngươi tới giết ta. Dạ Quân bình tĩnh nói. Phương Vọng nhíu mày. Từ cầu mệnh, tiểu tử cũng đề phòng, đối phương lời này nghe càng giống là uy hiếp. Hồng Tiên Nhi tựa hồ nhớ tới cái gì, thấp giọng nói, hắn đại nạn đem đến, không có bao nhiêu năm sống đầu, những năm này một mực tại tìm mạnh nhất kiếm đạo thiên tài, lấy tên đẹp muốn chết tại kiệt xuất hậu bối trong tay, truyền hắn kiếm đạo, nhưng hắn giết rất nhiều kiếm đạo thiên tài, hắn cũng không chết. Dạ Quân âm thanh lạnh lùng nói, đó là bọn họ quá yếu, không giết chết được ta, tự nhiên là đến bị ta giết. Chẳng lẽ uy chấn thiên hạ Thiên Đạo Phương Vọng không có có lòng tin? Phương Vọng híp mắt, hỏi, vậy các hạ là muốn chết tại kiếm dưới, vẫn là chết tại dưới nắm tay? Đối này loại muốn tìm cái chết người, Phương Vọng lười đi suy nghĩ động cơ của hắn. Tại hắn nơi này, muốn chết là nhất chuyện dễ dàng. Dạ Quân hồi đáp, tự nhiên là kiếm xuống. Phương Vọng nâng tay phải lên, Thiên Hồng kiếm trống rỗng xuất hiện trong tay. Một cỗ gió lớn cuốn lên, Hồng Tiên Nhi, Từ Cầu Mệnh vô ý thức quay đầu nhìn lại, đi theo trừng to mắt. Chỉ thấy một tôn vĩ ngạn quỷ thần tại bọn hắn phía sau ngưng tụ. Chương 266, diệt tuyệt chi lực. Chu Tiên Kinh Hồng Kiếm vừa ra, vượt qua 500 trượng cao quỷ thần đứng ngạo nghễ đại địa phía trên, cái kia ầm ầm sóng dậy đại giang tại trước mặt nó giống như một đầu rãnh nước nhỏ. Hồng Tiên Nhi, Từ Cầu Mệnh đều là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tư thái quỷ thần, không cảm thấy rung động. Quỷ thần mang tới rung động không chỉ là hình thể, còn có hắn phát ra kinh dị khí tức, chỉ là nhìn nó liếc mắt, hai người đều có loại đối mặt cảm giác tử vong. Không chỉ là bọn hắn, bờ bên kia Dạ Quân cũng giống như thế. Nhìn quỷ thần dáng người, Dạ Quân động dung, trong mắt lộ ra vẻ kích động. Kiếm đạo, là kiếm đạo. Không nghĩ tới trên đời lại có như thế kiếm đạo. Dạ Quân run giọng nói, liền thân thể cũng bởi vì hưng phấn mà phát run. Quỷ thần nhìn như cùng kiếm đạo không dính dáng, vừa vặn làm kiếm tu, Dạ Quân có thể cảm giác được quỷ thần trong cơ thể kiếm ý. Chuẩn xác mà nói, này tôn quỷ thần liền là kiếm ý biến thành. Dạ Quân nhếch miệng, chợt cười to. Cười đến vô cùng phóng khoáng, chỉ nghe hắn nói, hậu bối, tới giết ta đi, nếu là chết trong tay ngươi, ta này một thân kiếm ý tận về tại ngươi. Hắn đi theo nâng tay phải lên, khí kình theo trong lòng bàn tay tuôn ra, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, lưỡi kiếm hiện lên màu xanh lam, từng sợi kiếm khí từ kiếm nhọn hướng chuôi kiếm lượn lờ, khí thế bất phàm. Một cỗ trùng thiên kiếm ý bùng nổ, khiến cho sáng sớm bầu trời bày biện ra xanh thẳm tinh hà, vô số ngôi sao tô điểm trong đó, khiến cho phiến thiên địa này đều trở nên mê huyễn. Phương Vọng nâng lên Thiên Hồng kiếm, quỷ thần đi theo nhất kiếm. Dạ Quân mặt lộ vẻ điên cuồng nụ cười, cười to nói, Phương Vọng, nhớ ở kiếm ý của ta, đây là ta tu hành 4,0005 thành kiếm ý. Một kiếm này, hắn còn chưa có nói xong, Phương Vọng đột nhiên xuất kiếm, quỷ thần đồng dạng huy kiếm. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, nhanh đến Hồng Tiên Nhi hai mắt đều kém chút theo không kịp. Dạ Quân bản năng xuất kiếm, theo bản mệnh bảo linh chi kiếm nâng lên. Đại giang tách ra, hàn khí âm u theo lớn mà bốc lên, đáng tiếc, hàn khí bốc lên tốc độ không bằng quỷ thần huy kiếm tốc độ nhanh. Vẫn như cũ là cái kia đạo tựa như, bút mực đáng sợ kiếm khí lướt ngang giữa thiên địa, thôn phệ dọc đường hết thảy. Dạ Quân con người bỗng nhiên phóng to, vô ý thức nhất kiếm ngăn cản. Oanh, kiếm khí màu đen bao phủ thân hình của hắn, dùng hắn vì hướng đi, tại đại địa phía trên chảm ra một đầu to lớn khe rãnh, chân trời hùng vĩ sơn nhạc cũng trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Từ Cầu Mệnh vô ý thức trừng to mắt, không thể tin được chính mình thấy hết thảy. Thật nhanh kiếm khí, thật là đáng sợ phá hủy lực. Hắn còn chưa lấy lại tinh thần mà đến, giữa thiên địa đi theo vang lên đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền. Đó là kiếm khí tách ra Dạ Quân kiếm ý tạo thành lực trùng kích, khiến cho thiên địa cự chiến. Tại phía xa đế cung Đông Công Hoàng đi theo mở mắt, hắn nhìn về phía ngoài điện bầu trời, tự lẩm bẩm, như thế kiếm ý, nhưng như cố vô pháp dùng thần thức bắt. Phương Vọng, ngươi đến tột cùng người mang như thế nào truyền thừa? Hàng Long Đại Thánh cùng Tuyệt Đế truyền thừa cũng chỉ là ngươi một bộ phận, thật sự là lệnh trẫm chờ mong tương lai của ngươi, cũng không biết có cơ hội hay không kiến thức đến đứng đến đỉnh phong ngươi. Đông Công Hoàng cười cười, đi theo nhắm mắt, Dạ Quân, sớm đi cho trẫm tìm kiếm âm phủ đường đi. Bụi đất tung bay, hàn khí âm u như liệt diễm bám vào tại tàn phá trên mặt đất.
Áo bào phá toái Dạ Quân đứng tại đống đá vụn bên trong, từng ngụm thở, hắn nắm kiếm tay đều đang run rẩy. Hắn giờ phút này vô pháp bảo trì lúc trước thông dong. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, so sơn nhạc còn muốn vĩ ngạn quỷ thần liền trôi nổi tại hắn phía trước, cái kia nắm quỷ kiếm mũi kiếm cách hắn không đến 10 trượng khoảng cách, so sánh tại quỷ thần khủng bố dáng người, điểm này khoảng cách, quỷ kiếm nhẹ nhàng hướng phía trước vừa chạm vào liền có thể ám sát hắn. Tam kiếm, không nghĩ tới ta nhiều nhất chỉ có thể kháng tam kiếm. Dạ Quân cười thảm nói, hắn kiếm không ngừng phá toái, lại không ngừng ngưng tụ, hắn đã đem hết toàn lực, lại không cách nào làm chính mình bản mệnh bảo linh một lần nữa ngưng tụ. Ầm ầm, cuồn cuộn lôi vân bỗng nhiên tụ tập, một cỗ lớn lao thiên uy buông xuống, ánh nắng sáng sớm cấp tốc bị che đậy. Đại Giang đối diện, tiểu tử, Hồng Tiên Nhi, Từ Cầu Mệnh tầm mắt đều chăm chú nhìn quỷ thần đầu. Tiểu tử xúc động, Hồng Tiên Nhi chấn kinh, Từ Cầu Mệnh thì là không thể nào hiểu được chiến đấu mới vừa rồi. Chỉ thấy tại quỷ thần não sau lơ lửng từng đạo khói đen như rồng, bao quanh một quyển hắc ám cuộn tranh, chỉ có thể nhìn thấy kỳ hình, thấy không rõ cuộn tranh bên trên khắc vẽ lấy cái gì, tranh này quyển đang ở không quy luật xoay tròn lấy, từ phương xa nhìn lại, so quỷ thần đầu còn muốn khổng lồ, phảng phất mỗ loại thần thông hiển hiện, quỷ dị mà huyền diệu. Chính là Diệt Tuyệt Thần Lục. Phương Vọng đã đem Diệt Tuyệt Thần Lục luyện tới đại viên mãn, có thể đồng thời cùng với những cái khác thần thông cùng nhau thi triển. Hắn nhường Chu Tiên Kinh Hồng kiếm kiếm khí ẩn chứa Diệt Tuyệt Thần Lục diệt tuyệt chi lực, lúc này mới hai kiếm phá hủy Đạp Tiêu Cảnh bản mệnh bảo linh. Hắn hiện tại cùng lúc trước truy sát bảy tộc lúc so sánh, đã thoát thai hoán cốt. Diệt Tuyệt Thần Lục không chỉ có thể diệt tuyệt khí vận, huyết mạch, còn có thể diệt tuyệt bản mệnh bảo linh. Nhẫn nhịn 13,000 năm, Phương Vọng trong lòng vốn là đè nén một luồng lệ khí, hiện tại có người tìm tới cửa chịu chết, hắn tự nhiên không khách khí. Mà lại hắn có thể cảm nhận được Dạ Quân muốn giết hắn. Vừa vặn thí nghiệm một thoáng Diệt Tuyệt Thần Lục mạnh mẽ. Diệt Tuyệt Thần Lục tự mang Diệt Tuyệt Thần Công, Phương Vọng bây giờ đang ở thôi động Diệt Tuyệt Thần Công tâm pháp, khiến cho tự thân sinh ra Diệt Tuyệt Thần Lực, sẽ cùng tự thân linh lực dung hợp, nhường lực lượng ẩn chứa Diệt Tuyệt quay. Này thử một lần làm hắn rất hài lòng, cảm thấy Diệt Tuyệt Thần Lục không chỉ toàn diện, còn có thể hoàn mỹ phối hợp đủ loại tuyệt học, điều này làm hắn càng thêm kính nể tuyệt đế. Ngươi lúc trước nói ngươi một kiếm này cái gì? Thật có lỗi, trước đó cắt ngang ngươi. Trước khi chết, ngươi có thể nói xong, cũng tính không có tiếc nuối. Phương Trị Vọng trôi nổi tại quỷ thần trước mặt, nhìn xuống Dạ Quân, vẻ mặt đạm mạc mà hỏi. Dạ Quân dương mắt nhìn về phía hắn, cười thảm nói, hậu bối, ngươi thật là có ta lúc còn trẻ phong phạm, thật. Mẹ nó sẽ trang. Phương Vọng mặt không biểu tình, trong tay thiên hồng kiếm lần nữa nâng lên. Mênh mông thiên uy vẫn đang kéo dài, tiếng sấm đè nén mà đáng sợ, phảng phất thiên địa tại vì đại viên mãn Diệt Tuyệt Thần Lục mà gào khóc. Quỷ thần đồng dạng nhất kiếm. Não sau Diệt Tuyệt Thần Lục xuất phát ra càng nhiều thần bí khói đen. Dạ Quân chậm rãi cúi đầu, hắn không chỉ là vô pháp ngưng tụ bản mệnh bảo linh, liền thân thể cũng tại chỗ tại sụp đổ bên trong, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ không ngừng vỡ tan, nguyên thần cũng giống như thế. Một cỗ khó có thể tưởng tượng, mà bá đạo lực lượng thần bí đang ở tàn phá lấy hắn. Chẳng biết tại sao, hắn nghĩ tới Diệt Tuyệt. Cỗ lực lượng này tại Diệt Tuyệt hắn tồn tại. Dạ Quân cúi đầu, lăng loạn tóc che đậy khuôn mặt, hắn thấp giọng tự nói, sư huynh, không nghĩ tới ngươi càng đem này tuyệt học truyền thụ cho hắn. Cũng không nghĩ tới hắn như thế nhanh liền nắm giữ. Ha ha, cùng hắn so ra, sư huynh, thiên tư của ngươi chỉ đến như thế. Phương Vọng huy kiếm chém xuống, quỷ thần đồng dạng huy kiếm. Chém xuống một kiếm, thiên địa thất sắc, kiếm khí màu đen hạ xuống, Dạ Quân đang đổ nát bên trong lòng đất tan biến. Cuồng phong hướng về Hồng Tiên Nhi, Từ Cầu Mệnh, tiểu tử gào thét mà đi, khiến cho bọn hắn bừng tỉnh. Cỗ khí tức này là phụ hoàng năm đó. Hồng Tiên Nhi trừng lớn đôi mắt đẹp, tự lẩm bẩm, thanh âm của nàng đang run rẩy. Diệt Tuyệt Thần Lục, nhất định là Diệt Tuyệt Thần Lục. Lúc này mới hơn nửa năm, Phương Vọng vậy mà đã học được Diệt Tuyệt Thần Lục. Thời khắc này nàng như là lúc trước nhìn thấy nàng thi triển thiên địa, kiếm ý Từ Cầu Mệnh bao la mở mịt, cảm thấy cái thế giới này hết sức hoang đường. Chương 267, Phương Vọng kiếp số. Quỷ thần kiếm khí dần dần tán đi, nhưng thiên địa vẫn như cũ chỗ tại trong tối tăm. Cuồn cuộn lôi vân chưa từng tán đi, cái kia cỗ thiên uy còn nằm trong quá trình chuẩn bị. Bụi đất tiêu tán, sâu đến gần trăm trượng khe rãnh bên trong không thấy Dạ Quân thân ảnh. Phương Vọng lơ lửng giữa không thực trung, nhấc tay khẽ vẫy, đem một cái tơ vàng túi chữ vật nhiếp vào trong tay. Một cỗ sóng gió hướng hắn cuốn tới, hắn không có chống cự, bởi vì đây là Dạ Quân kiếm ý, Dạ Quân không có nói sai, nếu là hắn chết, hắn sẽ đem kiếm ý tặng cho Chu Diệt hắn người, nguyên nhân chính là như thế, Phương Vọng hạ thủ lưu tình. Không có thôn phệ hồn phách của hắn, còn thu hồi lại bộ phận Diệt Tuyệt chi lực, khiến cho hắn có được chuyển thế cơ hội luân hồi. Phương Vọng phía sau quỷ thần tiêu tán, có thể Diệt Tuyệt Thần Lục còn tại.
Hắn nhắm mắt lại, một bên hấp thu Dạ Quân kiếm ý, một bên vận chuyển Diệt Tuyệt Thần Lục tâm pháp, để cho mình Thiên Cương Chí Dương bá thể thích ứng Diệt Tuyệt Thần Lục lực lượng. Tiểu tử nhìn về phía Hồng Tiên Nhi, đắc ý cười nói, ra sao? Công tử nhà ta danh bất hư truyền a. Hồng Tiên Nhi lấy lại tinh thần mà đến, nàng cảm khái nói, há lại chỉ có từng đó là danh bất hư truyền, thiên tư của hắn hơn xa truyền thuyết. Từ Cầu Mệnh nhìn Phương Vọng thân ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể. Bây giờ nghĩ đến, có thể tại Đại Tề đụng phải Phương Vọng, đây mới là hắn đời này lớn nhất cơ duyên. Nhớ ngày đó, ta theo công tử tiến vào Thu Tộc Thiên Địa, ta chính là công tử trong tay mạnh nhất binh khí. Tiểu tử bắt đầu nói khoác trước đó chiến đấu trải qua, càng nói càng hăng say. Hồng Tiên Nhi, Từ Cầu Mệnh mặc dù không tin nó có thực lực như vậy, nhưng các nàng tin Phương Vọng có. Trọn vẹn nửa canh giờ sau, Phương Vọng dừng lại vận công, hắn quay người bay về phía đại giang bên cạnh. Trên trời lôi vân vẫn chưa tán đi, tiếng sấm đè nén, có thể chậm chạp không thấy thiên lôi đánh xuống. Đi thôi, đi phương xa nhìn một chút. Phương Vọng rơi xuống đất sau cười nói, Vân Đạm Phong khinh bộ dáng phảng phất mới vừa rồi không có trải qua chiến đấu, càng không có chu diệt một vị đạp tiêu cảnh đại tu sĩ. Hồng Tiên Nhi, Từ Cầu Mệnh gật đầu, đi theo Phương Vọng vùng ven sông hướng bắc đi. Tiểu tử trôi lơ lửng trên không trung, tò mò hướng Hồng Tiên Nhi hỏi, thất công chúa, ngươi phụ hoàng là Đông Công Hoàng, ngươi hẳn là đối tu tiên cảnh giới hiểu rất rõ a. Từ Cầu Mệnh đã sớm muốn hỏi đạp tiêu cảnh là gì cảnh giới, nhưng hắn sợ rụt rè, cho nên một mực nhẫn nhịn. Hồng Tiên Nhi lườm tiểu tử liếc mắt, nói, tu vi từ thấp đến cao chia làm dưỡng khí, tố linh, linh đan, huyền tâm, ngưng thần, độ hư, kim thân, đại thừa, niết bàn, phá thiên, thần thông, đạp tiêu, chân hồn, thiên địa càn khôn. Đạp tiêu cảnh đã được cho là nhân gian cường giả hạng nhất, họ cùng 4.000 năm, chân hồn cảnh có thể sống 6.000 năm, chân hồn bất diệt, thân thể bất tử, đến nỗi thiên địa càn khôn, cái kia là nhân gian đỉnh điểm, có thể sống mấy vạn năm, cùng thiên địa tề thọ. Từ Cầu Mệnh nghe xong, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đại thừa đi lên đến vượt qua niết bàn, phá thiên, thần thông, mới là đạp tiêu cảnh. Phương Vọng thực lực chân thật khoảng cách nhân gian đỉnh điểm chỉ kém 2 tầng đại cảnh giới. Tiểu tử cũng là không có kinh ngạc, nó cảm khái nói như vậy, năm đó phục thị Hàng Long Đại Thánh những lão gia kia khỏa khả năng còn sống. Hồng Tiên Nhi bình tĩnh nói, Hàng Long Đại Thánh bị tiên thần chấn sát sau, hắn sống sót bộ hạ cũ đều chặt đứt cùng Hàng Long Đại Thánh khí vận, nhân quả, chạy trốn tới Tây Nhân Gian, bọn hắn thậm chí còn bố trí kết giới, đem nhân gian một phân thành hai, chỉ có tu vi đi đến chân hồn cảnh, mới có thể vượt qua kết giới. Tây Nhân Gian, Phương Vọng trước đó liền nghe Đông Công Hoàng nhắc qua. Nhưng hiểu rõ không sâu. Tiểu tử vì đó tò mò, truy vấn Tây Nhân Gian tình huống. Từ Cầu Mệnh càng là chưa từng nghe thấy, chỉ cảm thấy hiện tại mới chính thức nhận thức đến nhân gian bao la. Hồng Tiên Nhi chưa từng đi qua Tây Nhân Gian, nhưng Đông Công Hoàng đi qua, nàng tự nhiên có nghe thấy, nàng đem chính mình hiểu rõ đến tình huống nói ra. Tây Nhân Gian toàn thể mạnh hơn Đông Nhân Gian, chủ nếu là bởi vì Đông Nhân Gian chịu Hàng Long Đại Thánh liên lụy, Tây Nhân Gian tạm thời không có Đại Thánh. Đại đế, chẳng qua là cảnh giới cao tồn tại càng nhiều. Cho tới nay, Tây Nhân Gian sinh linh đều sẽ Đông Nhân Gian coi là cấm kỵ chi địa, chỗ nguyền rủa, cho nên cơ hồ không có Tây Nhân Gian đại năng tới Đông Nhân Gian. Mà Đông Nhân Gian chân hồn cảnh đại tu sĩ muốn tiến vào Tây Nhân Gian, vẫn phải đi qua Tây Nhân Gian đồng ý. Hồng Tiên Nhi rất khó chịu Tây Nhân Gian tồn tại, nói xong, nàng liền bắt đầu thoá mạ Tây Nhân Gian. Đem nhân gian hóa vì làm hai nửa hành vi, theo Hồng Tiên Nhi, liền là muốn trốn tránh trách nhiệm. E ngại tiên thần, làm bậy người tu tiên. Tại bọn hắn rời đi sau, lần lượt có tu sĩ đi vào Phương Vọng cùng Dạ Quân chiến đấu chỗ, dò xét tình huống. Chập trùng dãy núi bên trên, rừng cây thưa thớt, khắp núi khắp đồng tất cả đều là thi thể, máu tươi rắc vào một ít cây cối bên trên, khiến cho lần này cảnh tượng biến đến đáng sợ. Một đạo thân ảnh đứng tại thi thể chồng lên, hắn tay phải giơ một lão giả. Chính là Cơ Như Thiên. Cơ Như Thiên người mặc viền vàng áo đen. Đầu đội yêu giao tử quan, vạt áo tung bay theo gió, phía trên vết máu loang lổ hóa thành từng tia huyết khí bốc lên tiêu tán. Trên trán một luồng tóc đen lăng loạn kề sát ở Cơ Như Thiên trên mặt, hắn nâng lên hai mắt, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Bị hắn nâng trên không trung lão giả chật vật mở ra một con mắt, trong ánh mắt tràn ngập vẻ vui mừng, chỉ nghe lão giả miễn cưỡng cười vui nói, ngươi, quả nhiên, không để ta thất vọng, Cơ gia tương lai liền giao cho ngươi. Lộng soạt. Cơ Như Thiên cắt đứt lão giả cổ, linh lực đem hắn cuối cùng nhất sinh cơ chu diệt. Tay phải của hắn đi theo buông ra, lão giả thi thể rơi xuống phía dưới, theo thi thể núi chồng chất lăn xuống đi. Từ đầu đến cuối, Cơ Như Thiên sắc mặt cũng không hề biến hóa. Người so ta trong dự đoán muốn thông dong. Một thanh âm theo hậu phương truyền đến, chỉ thấy một tên hồng bào nam tử treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong,
nhìn bóng lưng của hắn. Cơ Như Thiên quay đầu nhìn về phía hắn, mở miệng hỏi, sư phụ, bây giờ ta xem như tránh thoát Đông Công Hoàng mang tới hạo kiếp sao? Trúc Trường Sinh khẽ gật đầu, nói, tránh thoát, Đông Công Hoàng thần thông xác thực khó lường, không hổ là uy chấn nhân gian chí cường giả, tại hắn ngã xuống trước, người bất đắc dĩ cơ ra thân phận làm việc. Cơ Như Thiên nhíu mày hỏi, Đông Công Hoàng ngã xuống, cái kia đến đợi bao lâu? Ngài không phải đã nói, này Đông nhân gian không người là đối thủ của hắn. Đông Công Hoàng chảm diệt 7 tộc khí vận, lúc ấy, Cơ Như Thiên tại phía xa chân trời góc biển cũng cảm giác mình phải chết. Chỉ có trải qua Đông Công Hoàng thủ đoạn, mới vừa biết được Đông Công Hoàng khủng bố. Trúc Trường Sinh quay đầu, nhìn về phía phương xa, chậm chậm nói, nhân gian không người có thể địch hắn, nhưng nhân gian phía trên có. Nhân gian phía trên, Cơ Như Thiên động dung, hắn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao, không khỏi hỏi, nếu như thượng giới phái hạ thiên thần, Phương Vọng gặp được kiếp nạn sao? Trải qua 7 tộc chi kiếp sau, hắn triệt để tuyệt cùng Phương Vọng cạnh tranh tâm, nếu không phải hắn sớm phát giác được không thích hợp, bỏ trốn mất dạng, chỉ sợ hắn đã chết. Trong mắt hắn, Phương Vọng liền là không hợp lý tồn tại, thiên đạo con cưng. Một người lại thế nào thiên tài, dù sao cũng phải có hạn độ a. Phương Vọng tu hành tốc độ, có thể xưng cả thế gian thứ nhất, kỳ thực tế chiến lực càng là không thể tưởng tượng nổi. Tiên thần kiêng kỵ nhân gian, hẳn là sẽ chú ý tới Phương Vọng a. Trước kia, Cơ Như Thiên tự cho mình siêu phàm, Phương Vọng càng mạnh, hắn càng hưng phấn, nhưng hôm nay, hắn đã không hưng phấn nổi, loại kia thế nào truy cũng đuổi không kịp cảm giác là làm hắn vô lực. Phải biết hắn cùng Phương Vọng sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nguyên nhân chính là như thế, hắn rõ ràng nhất Phương Vọng chiến tích có nhiều không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ vậy, trước kia ta cảm thấy hắn nhất định sẽ dẫn tới thượng giới chú ý, nhưng hiện tại xem ra chưa hẳn, bởi vì ta đã vô pháp thôi diễn hắn, hắn phảng phất căn bản không tồn tại, có thể truyền thuyết của hắn vẫn đang không ngừng sáng lập. Trúc Trường Sinh ngữ khí bình tĩnh nói, làm cho không người nào có thể phán đoán nội tâm của hắn ý nghĩ. Cơ Như Thiên chân mày nhíu chặt hơn. Đừng đi nghĩ hắn, cái kia dạng tồn tại không nên do ngươi đến đau đầu, hắn là này nhân gian hết thảy chí cường giả kiếp, tiếp xuống đi với ta thấy một vị lão hữu, nghe nói hắn vun trồng một tên đệ tử, cùng tuổi của ngươi không chênh lệch nhiều, luyện thành hắn độc thể, ta cũng phải nhìn một cái, là đệ tử của hắn lợi hại, còn là đệ tử của ta lợi hại. Trúc Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Cơ Như Thiên mở miệng nói, ngữ khí lộ ra khinh thường. Cơ Như Thiên cũng cười, nói, cùng thế hệ. Ngoại trừ Phương Vọng, ta còn thật không có đem bất luận cái gì người để vào mắt. Hắn trong mắt lộ ra chiến ý, những năm này hắn gặp đả kích quá nhiều, bây giờ còn tự tay chôn vùi tộc nhân, hắn cần phát tiết một phiên. Đi thôi. Trúc Trường Sinh hướng phía chân trời bay đi, Cơ Như Thiên lập tức đuổi theo kịp. Phi hành một khoảng cách, Cơ Như Thiên nhịn không được quay đầu, nhìn xem khắp núi khắp đồng tộc nhân thi thể, hắn ánh mắt có chút ảm đạm. Nhân Hoàng Đại Lục cùng nhân gian phần lớn đại lục một dạng, có nhật nguyệt luân chuyển, bốn mùa thay đổi, Phương Vọng tại tiểu tử, Hồng Tiên Nhi, Từ Cầu Mệnh đồng hành đi bộ du lịch đại dụ thần triều. Này thoáng chớp mắt, chính là 2 năm khoảng chừng đi qua. Trong 2 năm này, Phương Vọng không có chuyên tâm tu luyện, có thể nương tựa theo tự chủ tu luyện thiên đạo vô lượng kinh, hắn cũng thuận lợi đột phá tới niết bàn cảnh 9 tầng, được lợi tại đại dụ thần triều bằng bạc linh khí, thanh danh của hắn cũng đã truyền khắp đại dụ thần triều. Lúc trước hắn thanh danh là truy sát 7 đại thánh tộc, bây giờ đại dụ tu tiên giới các tu sĩ đã thiết thật cảm nhận được sự cường đại của hắn, từ Dạ Quân chết ở trong tay hắn tin tức truyền ra, cơ hồ mỗi ngày đều có người tới khiêu chiến hắn. Phương Vọng như là ban đầu ở Kiếm Thiên Trạch, chỉ luận bàn hạ gục, không tiếp tục giết người, dù sao không phải ai cũng giống như Dạ Quân như vậy không muốn sống. Hắn như vậy thái độ cũng làm cho đại dụ người đối với hắn có ấn tượng tốt, trong ấn tượng thích giết chóc thiên đạo, bắt đầu hướng phía cao nhân đắc đạo phương hướng diễn biến. Trong ngày thường, Phương Vọng một bên du sơn ngoạn thủy, một bên chỉ bảo Từ Cầu Mệnh, Hồng Tiên Nhi tu luyện thiên địa kiếm ý, mỗi ngày cũng không tính là buồn tẻ, đạo tâm của hắn cũng triệt để khôi phục. Một ngày này, bọn hắn đi vào một tòa thanh sơn giữa sườn núi, uốn lượn dòng suối nhỏ theo dốc núi chảy xuống, một cây cầu đá vượt ngang dòng suối nhỏ, trong nước có tiểu ngư, con cua, hai bên hoa cỏ cây cối tươi tốt, phóng nhãn nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là một mảnh sinh cơ giạt rào màu xanh lá. Phương Vọng đứng ở trên cầu đá, hắn nhìn dòng suối nhỏ bên trong sinh linh, trên mặt tươi cười. Cảnh sắc như vậy khiến cho hắn có loại kiếp trước trở lại nông thôn quê quán cảm giác. Hồng Tiên Nhi không có chú ý tới hắn dừng lại, kém chút đụng ở trên người hắn, cũng may nàng tu vi trác tuyệt, phản ứng cực nhanh. Từ Cầu Mệnh đi theo ngoài 10 trượng, dùng chỉ làm kiếm, đang luyện kiếm, đến nỗi tiểu tử thì tại biển mây bên trong bốc lên, uy phong lẫm liệt. Ngươi thế nào dừng lại? Không người đến khiêu chiến ngươi a? Hồng Tiên Nhi một mặt hoang mang mà hỏi. Phương Vọng hồi đáp, ta muốn ở chỗ này ngừng một hồi. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm dòng suối nhỏ,
hắn có thể nhìn trộm âm phủ. Giờ phút này, tại âm phủ, con suối nhỏ này bên cạnh đang có một đạo thân ảnh ngồi, thân ảnh phản chiếu ở trên mặt nước.